Đối địch quyển 2, chương 218, ăn chơi tụ tập, thợ săn con mồi. 1. Thành phố vào ngày lễ náo nhiệt hơn bình thường vài phần, quốc khánh tới rồi, biểu ngữ lớn nhỏ dăng khắp nơi, truy băng bay đầy trời, quảng cáo dăng ra như tuyết đổ, khắp nơi là dấu vết phồn hoa như gấm của thành phố, ngẫu nhiên còn có đoàn xe rước dâu dài đi qua, kèn trống, lễ pháo ầm ỉ càng tăng thêm vài phần không khí ngày lễ. Men theo thành phố Trung Châu đi về phía nam 6 km, Nơi này cũng tưng bừng như Tết, từ buổi sáng những chiếc xe đắt tiền không ngừng đi vào khu biệt thự này, ngược hẳn với cảnh sắc u tĩnh thường ngày. Một biệt thự kiểu Âu, bao quanh bởi hàng rào sắt, đổ hơn 30 chiếc xe, mặc dù xe đắt tiền xuất hiện ở một biệt thự đỉnh cấp không phải hiếm gì, nhưng liền một lúc nhiều xe như thế, không phải ngày nào cũng có. Phải rồi, đây là party tư nhân do ông chủ Hoa Ngân tổ chức, người tham gia bữa tiệc này đi Mercedes xem như kém một chút, Ferrari, Maserati là thường lái hung mơ mà tới cũng ngang với đánh lừa ra chợ mà thôi vào cửa một cái liền thấy một đám người đứng tụ tập bên bãi cỏ tay cầm ly rượu vang trò chuyện rôm rã đều mặc vét chỉnh chu trông như ông chủ song không phải tới dự tiệc đâu toàn là lái xe cả đấy xã hội bây giờ đám người nhà giàu dư tiền còn mang xe ra khoe với nhau là kém rồi xe là thứ đương nhiên phải có công cụ phương tiện đi lại thôi mà giới thượng lưu người ta không còn nhìn vào xe của anh nữa mà xem anh mời lái xe thế nào kìa. Cái thời gọi bừa một thân thích nghèo ở quê lên làm lái xe cũng xưa rồi, giờ lái xe phải có bằng cấp, biết ngoại ngữ, đến những chỗ thế này cũng phải nói vài thuật ngữ đầu tư kinh doanh mới không làm mất mặt ông chủ. Biệt thự này gần như có thể coi là hình ảnh thu nhỏ của cuộc sống người có tiền hiện đại, từ xe đắt tiền đi xuống là nữ nhân không váy dài quét đất thì búi tóc cao lộ vai trần, bất kể là chất lượng hay giá cả, nhìn một cái đã thấy cấp bậc. Toàn bộ đều khoác tay nam nhân y phục sang trọng đi vào biệt thự. Vừa mới qua 10 giờ, bữa tiệc bắt đầu, Thượng Ngân Hà làm người chủ trì có bài phát biểu ngắn, nói sở dĩ tổ chức buổi sáng là không muốn quấy rầy cuộc sống về đêm của mọi người, đừng đột khó tránh, hôm nay mời mọi người tới đây là để thưởng thức rượu vang cất trong thùng gỗ mang từ châu Âu về. Người tham dự bữa tiệc không nhiều, hơn 30 người, phân tán từ cầu thang tới hành lang, dăm ba người tạo thành nhóm nhàn nhã tán gẫu. Bên cạnh tháp trụ là hoa thần Dật, tổng giám đốc của mậu dịch hoa thái, cô gái bên cạnh là thư ký lâu năm của ông ta. Tên béo lùng kia là chủ tịch của chuỗi siêu thị gia hòa, tên Tiết Hằng. Người đang nói chuyện với Thượng Ngân Hà là Thượng quan Vân Thành của hãng trang sức Kim Bá Lợi. Còn người thanh niên cao ráo đang ba hoa ở trong đám nữ nhân là Trần Kiện của ẩm thực thiên thiên nhạc, hắn kế thừa của cha hắn thôi, hai cha con đều là háo sắc. Đi cùng với hắn là Hà Diệu Giang, thương nhân địa ốc lớn nhất Trung Châu. Nói tóm lại đi vào trong căn phòng này bất kể tướng mạo một người khó coi thế nào, trong hèn mọn bị ổi ra sao thì chớ nên xem thường hay đắc tội, bọn họ chính là những danh nhân hàng đầu của Trung Châu này. Ở trong bữa tiệc giới thượng lưu ấy, có kẻ ngoài cuộc, một mé cầu thang có hai người đang đứng, một dáng cao, tóc ngắn gọn gàng, điển trai nho nhã, đó là Lưu Hậu Khanh của công ty Duệ Sĩ, đang nói chuyện với chàng trai hết sức thu hút. Sau khi nghe giới thiệu toàn bộ đều là danh nhân Trung Châu, người trẻ tuổi hỏi nhỏ, tài sản của Hoa Ngân chỉ có vài ngàn vạn, sao tổ chức party được nhiều người hưởng ứng thế? Cậu vừa mới ở nước ngoài về, không hiểu tình hình trong nước đâu. Liêu Hậu Khanh áp giọng thật thấp, đừng thấy Hoa Ngân nhỏ mà coi thường, béo lắm đấy, còn đám tổng giám đốc, chủ tịch gì đó kia, trông thì hào hoa, nhưng mà chỉ có mẻ ngoài thôi, nói không chừng đang nợ đầm đìa. Đây không phải là party đâu, mà là hoạt động đòi tiền đấy, mỗi năm đều tổ chức một lần, nhắc nhở là sắp tới kỳ hạn trả nợ rồi, đừng để tới lúc đó gặp nhau thành khó coi. Nói vậy thì tất cả đều nợ tiền thượng ngân hà à. Thanh niên trẻ nói tiếng phổ thông hơi ngọng nghịu khó tin. Chứ không à, tiền mà thượng ngân hà có thể cho vay lên tới trăm triệu đấy, còn nhanh gọn hơn cả ngân hàng. Tôi nghe nói gần đây từng trong vòng một ngày gom cho ông chủ của Kim Bá Lợi những 400 triệu. Hoa thái kinh doanh lớn đấy, nhưng thế nào chẳng có lúc tài chính trung chuyển bị kẹt, vẫn phải tới chỗ Thượng Ngân Hà vay. Tôi làm Trung Châu 6 năm, riêng số kế toán tiến cử cho Thượng Ngân Hà đã là 18 vị rồi, Liêu Hậu Khanh có vẻ cực lực khoe khoang trước mặt chàng trai trẻ này, thấy ánh mắt hắn cứ liếc về phía đám khách nữ thì cười thầm chuyển đề tài, "Tiểu Thai, cậu là người đi nhiều thấy nhiều, thấy nữ nhân ở nơi này có vừa mắt không?" Cũng được, không tới mức quê mùa như tôi tưởng tượng. Ồ, anh nhìn cô gái kia ăn mặc rất có khẩu vị rất giống tác phẩm của Versace, nhưng lưng cô ấy có hoa văn giống tôn giáo, chàng trai trẻ họ thai có chút phấn khích nói. Liêu hậu khanh nhìn cô gái cao ráo váy ngắn kia, chết miệng, tiểu thai, mắc lợi hại lắm, đó là trợ lý của thượng ngân hà, đừng động vào, số còn lại không sao, cậu trông như cây ngọc đón gió thế này, nói không chừng thành con mồi trong mắt đám nữ nhân đó rồi ấy chứ. Đúng lúc này đối phương cũng nhìn lên, chính là đám nữ khách, dẫn đầu chính là cô gái mà liêu hậu khanh dặn không được đụng vào phương thuyên vị soái ca đang nói chuyện với liêu hậu khanh là ai không giống người bản địa trông như con lai không biết có dẫn bạn nữ tới không không đâu chị em tới đây tôi đều quen cả này ai gọi liêu hậu khanh xuống đây hỏi đi này này mọi người đừng thế được không các cô còn háo sắc hơn đám nam nhân rồi đấy một đám nữ nhân cười khúc khích có váy ngắn có tóc dài có mũi cao, có môi gầy, có nhỏ nhắn thanh thuần, có đầy đặn quyến rũ, tụ lại một chỗ như vậy, tạo thành bữa tiệc thị giác cao cấp. Một số ở đấy là thư ký, trợ lý của các ông chủ, có một số trực tiếp là vợ bé, con gái nuôi, tóm lại thân phận gì cũng có chỉ không có chính thức mà thôi. Mọi người đều trong một giới, đều hiểu nhau cả, chuyện làm ăn để nam nhân bàn bạc đi, các chị em từ quần áo thì nói ví, túi sách, đồ lót thì chủ đề còn lại là nam nhân. Trừ so sánh nam nhân của mình với người khác thì còn tìm kiếm nam nhân vừa mắt, trong vòng tròn quen thuộc xuất hiện một gương mặt lạ, tất nhiên hứng thú hơn hẳn. Hình như là người quốc tịch nước ngoài, về Trung Châu đầu tư xây dựng nhà máy, nghe nói đầu tư không nhỏ, mua đất ở khu công nghiệp, làm sản phẩm điện tử gì đó. Ân Phương Thuyên trợ lý của Thượng Ngân Hà giới thiệu với mọi người. Tên là gì thế? Gọi tới đây đi. Cô gái búi tóc cao cao suối. Cô gái bên cạnh trêu, Cách vĩ, cô định bao nuôi người ta à? Ân phương thuyên lắc đầu, đã là quý khách của Hoa Ngân còn cần bao nuôi à? Vậy quyến rũ thì được chứ. Lát nữa khiêu vũ, xem ai dụ được, cực một chai lọ nước hoa che nồ no nâu phai ea parfum, thế nào? Lại có một cô gái trong chưa tới 20 cũng vào hồ. Có người nói nhỏ, mạng âm, chồng cô ở đấy, đừng để ghen tuông thì không dễ xử lý. Quên đi anh ta đang đau đầu làm sao gom tiền trả tổng giám đốc thượng kìa, còn để ý được tới tôi sao? Với lại tôi còn cách cái danh phận ấy 10 vạn 8 nghìn dặm. Cô gái mạng âm buồn bực. Mọi người lại cười, chẳng hề có lo âu hay thất vọng, có lẽ chỉ cần hưởng thụ cuộc sống xa hoa này, dù thiếu chút danh phận thế tục cũng chẳng sao. Đang tán gẫu vài chuyện vụn vặt thường ngày thì có nữ khách nhìn thấy nam tử kia và Liêu Hậu Khanh cầm ly rượu vang đi về phía thượng ngân hà, bước chân tự nhiên nho nhã, rõ ràng cấp bậc hơn hẳn đa phần đám giàu sổi ở đây ánh mắt vô tình lướt qua đám nữ khách hơi nghiêng đầu mỉm cười lịch thiệp qua wow, thật đẹp trai các cô đừng tranh với tôi lát nữa tôi muốn dựa vào lòng soái ca nhảy một điệu người lên tiếng là cách phỉ chàng trai kia đem so với ông chủ gia hòa vừa lùn vừa béo thì đúng là một trời một vực có người thì thầm câu gì đó thế là cả đám cười ngặt nghẽo thả ra rồi có nhà cái mua vào không giá thế nào cũng lên tôi theo dõi cổ phiếu đó khá lâu rồi lên cao liên tục hai tuần rồi tổng giám đốc thượng anh có chơi không lại một vòng tròn khác là một đám nam nhân thấy thượng ngân hà tới gần liền hỏi một câu không ngờ thượng ngân hà cũng rất hứng thú với thị trường chứng khoán tham gia thảo luận rôm rã. giả dạ thôi nhà cái đang dở trò có giọng nói cắt ngang thu hút ánh mắt bốn năm nam tử trung niên đó là chàng trai rất trẻ dáng người cao mà không thô tóc hơi quăng da trắng, sống mũi cao. Thượng Ngân Hà thuận miệng hỏi, tiểu thai, sao cậu biết là giả? Cổ phiếu đang liên tục lên cao đột phá lượng giao dịch, loại đột phá này thường 8 phần 10 là giả, vì sao nhả ra lượng cổ phiếu lớn thế? Ở đâu ra, rõ ràng là nhà cái đang vội bỏ đi và tán hộ đang vội nhảy vào. Nếu nhà cái nhà ra ở giá cao ắt có người mua vào giá cao, nếu nhà cái coi trọng tương lai thị trường, không cần nhả ra lượng lớn như thế, nhả lượng nhỏ là đủ, khả năng duy nhất là bỏ chạy cho nên nhìn cổ phiếu phải nhìn lượng giao dịch trước không tin mọi người đợi lúc đóng cửa mà xem chỉ có đi xuống không lên người trẻ tuổi nói vài câu đám đông đều gật đầu nghe có lý lắm thực ra hình thức lừa đảo này ở hồng kông singapore đã dùng nát rồi ví như người trẻ tuổi lại thao thao bất tuyệt đối với đám ông chủ hay đông đưa bất định cứ như nghe thấy từng lời chốc ngọc liên tục gật đầu khen có lý phụ họa một hồi có người hỏi Tổng Giám Đốc Thượng, đây là ai? Từ khi nào tuyển được một thanh niên tài tuấn như thế? Đây là nhà đầu tư từ Singapore về, tên là Thai Bác Văn. Nào nào tiểu thai, để tôi giới thiệu cho cậu đây là ông chủ hoa thái hoa thần dật, đây là chủ tịch của Kim Bá Lợi Thượng Quang Vân Thành, Thượng Ngân Hà giới thiệu cho Thai Bác Văn một vòng, toàn là danh nhân trong giới. Thai Bác Văn bắt tay mỗi người đều kèm giới thiệu bản thân, té ra là đầu tư công ty điện tử, hàng huyên một hồi mọi người thán phục chàng trai am hiểu thị trường chứng khoán này, chẳng mấy chốc sôi nổi như đã quen biết vài năm. Không lâu sau một hàng em gái mặc sườn xám khiêng bàn ăn đi vào, bên trên toàn là món ăn nổi tiếng xuyên lỗ Việt Quế để khách thoải mái lựa chọn. Đám đông qua lại, vòng tròn nho nhỏ, chẳng mấy chốc thay bác văn đã làm quen bảy tám phần người tới đây, cao ráo tuấn lãng, vừa lịch sự nho nhã lại tuổi trẻ nhiều tiền, tức thì thành tâm điểm của đám nữ khách. Khi bàn ăn rút đi, âm nhạc vang lên đây là chuyện do Thượng Ngân Hà an bài, cung cấp cho các vị tổng giám đốc, ông chủ một hoàn cảnh thoải mái vui vẻ, chuyên môn mời vài hoa khôi giao tiếp của ca vũ đoàn. Bắt đầu một cái, số lượng nữ nhân liền áp đảo nam nhân, toàn bộ là sườn xám mọi màu, so với đám tiểu tình nhân vợ bé dẫn theo còn tươi ngon mọng nước hơn vài phần, đã thế vóc dáng còn cực chuẩn, làm cả đám nữ nhân thầm chửi rủa Thượng Ngân Hà. Tới rồi tới rồi, anh ấy tới mời bạn nhảy rồi, nói trước nhé, ai được mời là sao phải mời khách đấy. Một nữ khách thấy thai bác văn trực tiếp bỏ qua mấy cô gái gốc vui kia, trực tiếp đi về đám nữ khách, làm cả đám phấn khích, châu đầu ghé tai thương lượng một hồi, sau đó người bày ra vẽ băng thanh ngọc khiết, người kêu xa đài cát. Đợi soái ca lấy lòng. Cô Lưu, có thể nể mặt nhảy với tôi một khúc không? Thai bác văn ưu nhã đi tới cạnh một nữ nhân, hơi không mình đưa ra lời mời. Cô gái đó khá bất ngờ tỏ ra bẽn lẽn, khẽ vân một tiếng, nhưng lại mím môi nhìn đám chị em, ánh mắt rất đắc ý, theo thai bác văn đi ra giữa sàn nhảy. Một đám nữ thách tức thì mắt rất khỏi chồng cô gái được mời chính là thư ký lưu của Hoa Thái, luận dung mạo thì tạm tạm, tuổi chẳng bao lâu nữa là 30 rồi, nói tới thân phận, chỉ là thư ký. À nói rõ hơn là sai vặt ấy mà, ở đây ai chẳng biết thư ký lưu còn chẳng leo được lên giường của ông chủ Hoa Thái Cơ, là thư ký chính tông, 100% không lẫn lộn với thứ khác ở nơi khác có lẽ một cô gái có thể tự dựa vào khả năng của mình kiếm sống chứ không phải bán thân thể thì đó là điều đáng tự hào chứ với các cô gái ở đây à người ta biểu môi bình luận một câu còn thua cả vợ bé trong ánh mắt phẫn nộ đố kỵ của đám nữ nhân lưu hình lan cảm thấy cực kỳ có thể diện nam nhân dựa vào nữ nhân lấy thể diện ngược lại há không phải sao nhất là ở nơi thế này cô cũng biết đám nữ nhân chỉ lăm le leo lên giường nam nhân kia nói sau lưng mình thế nào nói cô không có sức hút với nam nhân vì vậy được soái ca mời khiêu vũ đầu tiên lưu hình lan thấy rất hả hê ngẩng đầu lên nhìn anh chàng soái ca cười nói giám đốc thai không ngờ lại có thể gặp anh ở đây hai bác văn nở nụ cười phong độ còn đọc một câu thơ cổ nhân sinh hà sử bất tương phùng tôi nói chúng ta có duyên phận cô tin không hì hì tôi không ngại anh vừa giúp tôi thắng mấy nước hoa cao cấp đấy mấy chị em đánh cược anh mời ai trước người đó thắng lưu hình lan thì thầm tiết lộ không phải vô ý hay nhiều lời bí mật nhỏ khiến người ta dễ thu hẹp khoảng cách với nhau bọn họ không biết chúng ta quen nhau cô ăn gian rồi phải chia cho tôi một nửa không thành vấn đề nhưng mà là thứ chỉ chỉ thích cho nữ nhân dùng giám đốc thai chuẩn bị tặng ai tặng làm sao có thể thứ của cô lưu đáng cất giữ sao có thể tùy tiện đem tặng trong điệu nhảy lay động âm nhạc nhẹ nhàng tiếng thì thầm nho nhỏ mang theo sự ái muội nữ nhân chưa bao giờ chê những lời nịnh nọt tới từ soái ca đương nhiên nam nhân chẳng ngại bỏ ra những lời không mất tiền hai bác văn nói nhỏ vài câu với lưu hình lan khoảng cách kéo gần rất nhiều thân thể thi thoảng chạm khẽ vào nhau mức độ tăng dần lưu hình lan cười khúc khích tự hồ ngây ngất trong vòng tay soái ca giám đốc thai tôi có dự cảm một ngôi sao mới đang bay lên thế à ngôi sao nào anh đó ngôi sao mới ở giới thương nghiệp trung châu quá khen rồi không tới không biết, Trung Châu nhân tài lớp lớp, thật đã kích tự tin của người ta. Anh đừng khiêm tôn, ông chủ liền một lần đặt 15 chiếc bát xác cho nhân viên quản lý không phải nhiều đâu. Bây giờ lại thành khách quý của giám đốc thượng, đâu phải chỉ dựa vào vận khí mà làm được. Ngay cả tổng giám đốc Hoa cũng khen anh là nho thương. Thế sao, dù vậy ngôi sao tôi đây cũng ảm đạm rồi. Sao thế? Vì ở bên vẻ đẹp lộng lẫy của cô, tất nhiên là ảm đạm rồi. Hi hi, xem ra thủ đoạn lấy lòng nữ nhân ở hải ngoại tiên tiến hơn nội địa không ít. Thủ đoạn đúng là tiên tiến hơn, có điều gặp được cô gái đáng để lấy lòng không nhiều, hôm nay tôi may mắn gặp được một người. Tình dài nhạc ngắn, kết thúc bản nhạc, Lưu Hinh Lan còn chưa tận hứng, có chút quyến luyến. Hai bác văn là người khôn khéo, bỏ qua mấy mỹ nữ xã giao, chuyên môn cùng nữ khách tán gẫu, từ kiểu dáng túi sách, trang phục công tác, phối hợp màu da, trò chuyện đều cực kỳ hợp khẩu vị nữ nhân tới khúc thứ hai thai bác văn liền mời ân phương thuyên nhảy cùng chính là nữ nhân liêu hậu khanh cảnh cáo đừng đụng vào thai bác văn vòng tay ôm lấy eo mỹ nhân nhìn cô gái vóc dáng cao ráo ăn mặc nóng bỏng cá tính cũng là cô gái xinh đẹp nhất trong số nữ khách hôm nay có điều mỹ nữ tự hồ có oán niệm chuyện thai bác văn không mời mình đầu tiên gắt anh thái anh vay tiền ông chủ của chúng tôi không sợ tôi gây khó dễ sao vì sao tôi cho rằng chúng ta là bạn rồi chứ hai bác văn hoảng sợ anh có biết anh không mời tôi đầu tiên làm tôi bị thua cái gì không âu phương thuyên có vẻ rất giận thua cái gì cũng không ngại nhưng thua thể diện thì cô rất để ý vì dung mạo và quan hệ với hoa ngân cô luôn coi mình là người đứng đầu đám nữ khách à chuyện này không thể trách tôi nguyên nhân tại cô mà tại tôi làm sao tại cô rất xinh đẹp lại cao ngạo trước giờ không để ý tới tôi Thai Bác văn ghé vào tai nói nhỏ, cho nên tôi mới mời cô gái xấu xí chút nhảy cùng, thế nào, khơi lên ghen tị và coi trọng của cô rồi phải không? Âu Phương Thuyên mỉm cười, mây đen tan hết, mừng thầm trong lòng, tay hơi dùng sức một chút, không nặng không nhẹ, tựa như ấn tựa như xoa, cảm thụ da thịt của hắn. Tay Thai Văn Bác cũng không thành thật hạ xuống thấp một chút, đặt lên mông mỹ nhân, khẽ búng một cái, phối hợp với ánh mắt ái muội khiêu khích, dưới ánh đèn lờ mờ hai thân thể dán sát vào nhau đều rất hưởng thụ sự ám muội này. Lại kết thúc một khúc nhạc, Thái Bác Văn tranh thủ lúc không ai chú ý vào phòng vệ sinh, thấy không có ai, nhận điện thoại. Rất thuận lợi, tôi đặt một ít xe từ Hoa Thái Bắc quan hệ với họ, tiếp theo có thể đặt đơn lớn rồi. Về phía Thượng Ngân Hà, tôi thấy vấn đề không lớn, chỉ cần có đủ thế chấp, hắn không thiếu tiền mặt. Quan hệ của tôi với thư ký của hắn không tệ, toàn đám nữ nhân ngu ngốc tôi có lừa tới cái quần lót của họ cũng không vấn đề nhỏ giọng báo cáo vài câu rồi nhà vệ sinh thay bác văn điều chỉnh dung mạo khi quay về hiện trường mục tiêu nhắm vào một cô gái khác tầng cách phỉ một nữ nhân có phong vận thiếu phụ cho dù cố gắng che giấu thì vẫn nhìn ra tuổi không nhỏ nữa thời dựa vào thanh xuân kiếm cơm sắp kết thúc rồi nam nhân của cô một lão già đang ôm một em gái mặc sườn xám nhảy tưng bừng cô ngồi đó có chút buồn bã đang cùng thượng ngân hà tán gẫu gì đó Thai văn bác mỉm cười đi tới, quả nhiên mời một cái là được, hai người tay trong tay đông đưa thân thể bắt đầu khiêu vũ. Cô Tần chắc là người Giang Nam đúng không? Đúng rồi, làm sao anh biết? Tôi nhìn da cô tốt như vậy, không đoán cũng biết, cô nhìn quanh đi, chất lượng làn da kém xa lắm. Cô nhất định có bí quyết dưỡng da làm đẹp đặc biệt rồi. Hi hi, không phát hiện ra miệng anh ngọt như thế, cho anh biết, sai rồi. Qua, nếu không cần dưỡng da vậy là thiên sinh lệ chất rồi tiếng cười khanh khách thiếu phụ được thai văn bác dỗ dành vui vẻ không thôi ngẫu nhiên cảm giác tay hắn chẳng thật thà cứ như vô tình trượt xuống đặt trọn lên bờ mông cô tần cách phỉ chẳng những không ngăn cản ngược lại còn thấy kiêu ngạo ném cho hắn ánh mắt ai cũng hiểu thai văn bác hiểu ngay nữ nhân này không giống cô gái khác rất lẳng lơ có thể đưa lên giường tần cách phi cũng nhìn ra nam nhân này cũng giống nam nhân khác ra tay được. Vì thế hai thân thể ngày một dán sát vào nhau hơn, trò chơi thợ săn và con mồi từ đó bắt đầu. Từ Phượng Phi đặt điện thoại xuống, quay đầu thâm tình nhìn đoan một giới bình, đoan một giới bình đang ngồi sau ban công, tay cầm chén trà phổ nhị đỏ sẫm nhấp khẽ. Hai người bọn họ đang hưởng thụ thời gian nhàn nhã sau bữa trưa, đang định nói chuyện thì tivi trong phòng vang lên, đoan một giới bình trong lòng chưa hết vướng mắt, cầm ấm trà vào phòng xem tin tức. Vụ án lừa đảo qua điện thoại lần này được Bộ Công an chỉ huy, thống nhất cơ quan công an 10 tỉnh, liên thủ với cảnh sát Đài Loan, Thái, Lào, Indonesia, Camerounia, Việt Nam, Malaysia, Singapore tập trung thống nhất hành động, thành công phá hủy tập đoàn tội phạm liên quốc gia. Đó là tin tức của kênh truyền hình vệ tinh Quảng Đông, đang xem thì một đôi cánh tay trắng trẻo sau người đoan một giới bình luồn qua, đoan một giới bình khẽ nắm lấy an ủi. Lần này có thể chạy thoát được từ Phượng Phi thấy vô cùng may mắn, trước kia cô luôn cho rằng, chỉ cần xuất cảnh là an toàn, giờ mới biết mình sai rồi, lần này bất kể chạy tới Đài Loan hay Singapore đều không thoát. Bình, em xin lỗi, Từ Phượng Phi thỏ thẻ, áp mặt vào má đoan một giới bình, vừa xin lỗi cũng là vừa làm nũng. Đoan một giới bình biết ý cô, không nói gì cả, đang tự đắc về sự cao minh của mình. Từ Phượng Phi khẽ hỏi, anh dự liệu được sẽ xảy ra chuyện à? Đâu có đoan một giới bình lắc đầu rất bình tĩnh nhưng chắc chắn là sẽ xảy ra chuyện thôi chỉ là vấn đề thời gian ngắn hay dài trăng tròn rồi sẽ khuyết chuyện làm tới mức độ phải dừng tay nếu không thì hậu quả đáng lo ai coi cảnh sát là bọn ngốc thì cách cái chết không xa anh nói đúng anh luôn đúng từ phía sau đi lên phía trước đoan một giới bình hôn hắn liền hai cái mắt đầy sùng bái ngay cả cảnh sát cũng nói vụ lừa đảo này cao minh ha ha không cao minh chút nào Đoan một giới bình cười một tay trái nắm lấy bầu ngực mềm mại nắng bóp, chỉ là vẻ mặt không hề có chút thay đổi, chỗ Cao Minh thực sự cảnh sát còn chưa thấy đâu, đám người kia tiền trong tay không sạch sẽ, nếu không sao lại có thể vì một cú điện thoại mà đem hết tiền chuyển vào tài khoản khác. Đương nhiên gián tiếp phản ánh tính ưu việt của xã hội, công kiểm pháp đứng trên đầu giai tầng phổ thông xã hội, cho nên cái danh của chúng rất hữu dụng. Nếu là thủ pháp này em dùng ở Mỹ, bọn họ chỉ coi em bị thần kinh từ Phương Phi cười khúc khích, như con chim nhỏ dựa vào lòng đoan một giới bình, khẽ cắn môi dưới, nắm hai tay hắn đặt lên ngực mình, mỗi lần lừa đảo thành công lại tiêu dao ngoài vòng pháp luật, cô luôn cảm thấy hưng phấn khác thường, nam nhân bên cạnh cũng vậy, loại hưng phấn đó luôn chuyển hóa thành phấn khích tình dục. Thời gian qua bọn họ từ Trung Châu tới Huỳnh Dương, tới Khai Phong, tới Tam Môn Hạp, hai người họ còn triền miên hơn tuần trăng mật, hưng phấn đó khiến cao trào rất lâu, đi rất chậm. Đoan một giới bình khẽ ôm từ Phượng Phi nhưng lại không có động tác gì thêm như mọi lần. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt thâm sâu trí tuệ kia tự hồ đang nghĩ gì đó. Vì thế cô nhẹ nhàng tách ra, mỗi lần hưng phấn tan đi, cô biết nam nhân bên cạnh sẽ nghĩ tới thứ hưng phấn tiếp theo ở đâu. Tìm hưng phấn trong lừa gạt, giống như ma túy của người khác, cả hai người họ đều nghiện rồi. Anh đang lo truy bắt à? Từ Phượng Phi biết, nhưng cô thích giả ngốc. Cái đó không cần lo, thực ra đơn giản lắm, chỉ cần em nhảy ra khỏi lối tư duy thông thường là người khác không tìm ra em. Tư duy thông thường là sao? Ví như khi chúng ta xa lầy ở Trung Châu, tư duy thông thường là bọn chúng nghĩ chúng ta đã rời khỏi thành phố đó rồi, nhưng vừa vặn hoảng loạn bỏ chạy là thiếu an toàn nhất, làm ngược lại thành an toàn, làm trái tư duy thông thường, chúng chẳng sao tìm được. Huống hồ còn cả tài hóa trang của em, bây giờ có người cầm ảnh đối chiếu với anh chắc gì đã nhận ra. Đoan một giới bình nói đùa, hắn đeo kinh gọng đen, mái tóc ngắn đã để dài hơn, nhìn qua như một học giả suốt ngày vùi đầu vào đống giấy tờ, hoặc là một nghệ sĩ nghèo, thành phần sẽ bị đa số người ta liếc mắt một cái là bỏ qua. Chẳng ai nghĩ tới là kẻ lừa đảo. Từ Phượng Phi cũng thay đổi không ít, trong bớt xinh đẹp lộng lẫy, sơn móng tay không còn, mái tóc không uống lượng cầu kỳ nữa, mặc một, ảo vải thường, giống như phụ nữ nội trợ, cô khéo léo dỗ cho nam nhân của cô được thỏa mãn ưu việt của mình rồi bây giờ mới đem chuyện nói ra thay bác văn đã tìm được đường tiến vào giới thượng lưu trung châu anh muốn chơi thêm một vố ở đó à không phải muốn mà là cần anh muốn làm ba việc thứ nhất ép cố thanh trì ra chấm dứt mười mấy năm ân oán thứ hai cướp sạch của đám gọi là danh nhân kia một vố mười mấy năm chưa về không ngờ chúng béo hơn tưởng tượng của anh rất nhiều thứ ba tìm ra tên truyền nhân kia lấy anh diệu thiên Đoan một giới bình chậm rãi nói. Có hơi khó đấy, ba chuyện này đều không dễ dàng, không ngờ tên số 56 xuất hiện ở buổi bán đấu giá lại là loại cứng cựa, ngay cả lương căn bang cũng không làm gì nổi, nếu vị thầy cha kia của anh chọn y làm truyền nhân cuối đời, chắc chắn phải là nhân vật đặc sắc. Từ Phượng Phi nhắc, chẳng qua chưa tìm được nhược điểm của y thôi. Ba việc này thực ra là một việc, chuyện thứ nhất hoàn thành sẽ không còn mối lo về sau, chuyện thứ ba có khi mang tới bất ngờ lớn. Anh Diệu Thiên truyền thừa mấy trăm năm thành tựu cho vô số tông sư, anh vẫn lấy làm lạ đám người đó cuối cùng thu tay thế nào, đây là lối ra cho cả anh và em. Còn chuyện thứ hai, thay Bắc văn hoàn thành, tiền của chúng ta sẽ tăng gấp đôi, gây sức ép với chuyện thứ nhất, lão già tác thành vụ đấu giá, nếu bọn chúng biết đồng môn của ông ta lừa chúng, chúng sẽ trút giận lên đầu ông ta, ông ta muốn trốn cũng không nổi. Nếu ông ta không ra mặt thì tên truyền nhân của ông ta sẽ ăn đủ cơn giận dữ kia, khi đó chúng ta cũng tiền đi, để lại hậu họa cho ông ta. Đoan một giới bình nói rõ ý đồ của mình. Từ Phượng Phi đánh giá khả năng chuyện này, có điều xưa nay luôn tin tưởng đoan một giới bình nói được làm được, chỉ nói, cẩn thận với thai bác văn, tên này quỷ lắm. Đoan một giới bình khẽ vỗ má từ Phượng Phi, ánh mắt thâm thúy, không coi thai bác văn ra gì, hắn mà dở trò, không cần chúng ta ra tay, Thượng Ngân Hà sẽ lột da hắn. Không có chúng ta, hắn chẳng làm gì được hắn hẳn là biết, rời khỏi chúng ta, hắn đi cũng khó. Từ Phượng Phi rất mẫn cảm, cô tự hồ đã nhìn ra điều gì đó trong động tác vừa rồi của đoan một giới bình, khéo léo di chuyển đề tài, vậy thì tên nhóc họ Soái, Y nhổ bật rễ thế lực của chúng ta ở Trung Châu rồi. Tên đó rất tà môn, không trắng không đen, không trên không dưới, hơn nữa còn có chút khó chơi là, y lại xuất thân gia đình cảnh sát. Lão già đoán chừng cố ý sắp đặt cái bẫy cho anh nhảy vào, không chắc có thể dùng vụ kia vu oan cho y chuyện này phải tính kế lâu dài phải có cơ hội thích hợp chúng ta mới ra tay quả nhiên nhắc tới soái lãng một cái đoan một giới bình gặp khó gương mặt rất ít cảm xúc nhăn lại mọi chuyện đều diễn ra đúng ý muốn của hắn chỉ có ở chỗ soái lãng là phát sinh biến số có điều chỉ là khó hiểu tò mò thậm chí là hứng thú không phải lo sợ hắn ôm từ phượng phi an ủi đừng lo chỉ cần làm được một trong ba chuyện trên thôi chúng ta sẽ thành người chiến thắng cuối cùng. Từ Phượng Phi ở một tiếng dựa đầu vào vai đoan một giới bình, quay lại ban công, ánh nắng ấm áp, hơi nước lượng lờ bốc lên từ chén trà nóng, căn nhà thấp thoáng giữa tàn cây, ưu nhã mà thư thái, dù thi thoảng có người đi qua nhìn thấy cũng chỉ nhìn hâm mộ. Đây là một tiểu khu tĩnh lặng, rời tiểu khu 2 km là tiểu trấn, rời tiểu trấn 4 km là lối vào đường cao tốc, có tấm biển thu phí bắt mắt, đạm tương trang cao tốc Kinh Châu. Cô rất hưởng thụ cuộc sống ở thị trấn nhỏ này, đây là điều cô ao ước bao lâu, chuyện ngoài kia thế nào, cô chẳng muốn quan tâm nữa. Nhưng người khác chưa bao giờ quên họ. Tuần lễ quốc khánh náo nhiệt mà bận rộn đã trôi qua, trưa ngày 7 tháng 10, tục binh dẫn người trở về thì bà chị béo Lý Lị Lam kéo theo Phương Hủy Đình đang cười đùa với một đám cảnh sát trẻ tuổi từ nhà ăn về, vừa thấy tục binh, hình ái quốc từ trên xe xuống, Lý Lị Lam từ xa nhiệt tình hỏi, này, mấy người các cậu ăn cơm chưa? Hôm nay nhà ăn làm sủi cảo, thịt lợn băm hành, tôi thấy còn thừa nhiều lắm, mấy thứ giá áo túi cơm các cậu mau đi đi. Quan tâm thì quan tâm, lời nói lại chẳng hề dễ nghe, tục binh và hình ái quốc vội vàng chạy qua lường một cái, chẳng thèm để ý, Lý Lị Lam khó chịu chỉ tay, nhìn xem, đây chính là chó cắn lửa đồng tân, không biết lòng người tốt. Chị Lý, đừng nói người ta, suốt ngày chạy đi chạy lại vất vả lắm. Phương Hủy Đình nói một câu công bằng. Ai ngờ Lý Lị Lam lắc đầu kinh bỉ, em không biết rồi, bọn họ thuần túy làm chuyện uổng công mò kim đáy biển, đoan một giới bình mà dễ bắt thế thì làm sao trốn được mười mấy năm. Chị Lý này, vụ án phá rồi mà, sao vẫn còn đi bắt người? Chàng trai này là người bên kỹ thuật. Lý Lị Lam giáo dục, thằng nhóc con này lại đi tin vào thời sự à. Sa lưới chỉ là những kẻ trực tiếp gây án, còn bàn tay đen phía sau chạy rồi, thậm chí hắn còn chưa hiện thân cơ chúng ta mỗi năm điều tra bao vụ án chiếm đoạt tài sản tuyệt đại bộ phận không bắt được người phía sau dù bắt được cũng chẳng đòi được tiền thời bòi này ấy à chỉ có tự bảo vệ lấy thân thôi bị người ta lừa thì không có chỗ mà khóc đâu như chị đây bị cướp một lần quân khốn nạn là dây chuyền vàng mới mua đấy vừa mua ra ngoài thì bị giật ba năm rồi không tìm được chị kêu ai bản thân còn là cảnh sát một đám cảnh sát che miệng cười nhàn nhã nhiều ngày rồi công việc chẳng làm gì mọi người lại càng thêm thân thiết cả đám từ nhà ăn quay về bộ chỉ huy chỉ thấy tục binh hình ái quốc và chính ủy đồng từ sau cánh cửa sắt của khu tạm giam chạy ra mặt mày hớn hở lý lị lam nhanh miệng gọi nhìn cái là biết có tin mừng sao thế lão đồng tên vô danh đó thẩm vấn được rồi à nói thừa bao nhiêu chuyên gia mà không thẩm vấn được có mà thành trò cười đồng huy vừa nói vừa chạy lên lầu tên vô danh chính là người mang anh diệu thiên giả bỏ trốn bị bắt về nhưng từ khi bắt được tới giờ không thể xác định thân phận mọi người thì thầm có manh mối rồi lại sắp bận rộn rồi có thật à có thì có chỉ là manh mối rất bất ngờ thẩm tử ngang rất bất ngờ chắc chắn chứ là một trong số đám người nhện à đám người nhện là cách gọi của người dân khu nhà cao tầng với bọn trộm những người này không giống người thường rất đặc thù có kinh nghiệm làm việc trên cao từ làm việc trên cao chuyển sang gây án trên cao chắc chắn đồng huy lấy tài liệu ra khi bắt được hắn trên người hắn không có gì cả chỉ có hai phiến đá mỏng theo kiểm nghiệm là đá núi lửa chúng tôi không biết là cái gì liền gửi thông báo hiệp trợ các nơi cuối cùng lão soái nhắc nhở mới tìm ra được nghe tới tên lão soái lòng thẩm tử ngang giật thót một cái nhắc gì Loại phiến đá này là để khi rảnh rỗi mang ra mài tay chơi, công dụng là gì? Anh xem, lâu dần 10 ngón tay mài rất mịn, theo lão soái nói, đây là thủ pháp đám giang hồ lâu năm, đề phòng vân tay bị rơi vào tay cảnh sát, đó là nguyên nhân chúng ta không thể đối chiếu ra được vân tay của nghi phạm. Đã xác nhận được nghi phạm tên là Cao Hiểu Cương, người Cát Lâm, 10 năm trước tới phương Nam làm công, làm việc trên nhà cao tầng, vì ăn trộm bị tù một năm, sau đó qua giới thiệu đồng hương, tới công ty tư vấn giáo dục Vu Lam làm bảo an. A, à, sau đó bị đoan một giới bình nhìn trúng. Vâng, sau đó hắn luôn theo đoan một giới bình, nhưng không biết thân phận, chỉ gọi là ông chủ vương, còn lén vượt biên sang Singapore 9 tháng, lần này từ phi ngu Quảng Đông lén về nước, sau đó tới thanh đảo đón đoan một giới bình về Trung Châu. Ngày hôm đó bắt giữ, theo như hắn nói, đoan một vừa nhận được anh Diệu Thiên liền rạch trang bìa lấy ra máy phát tín hiệu, đưa hắn dụ chúng ta đi tội của hắn không nặng sao im lặng lâu thế vì hắn tận mắt nhìn thấy nhiều người bên cạnh sau khi phạm tội đều được luật sư cứu ra nên hắn rất tin tưởng ông chủ vương cứu mình bây giờ mới nhận ra là mình bị bỏ rơi nên khai hết đồng huy có chút hưng phấn nói mấy tên kia phạm tội gì ra chưa ra rồi à ở mấy trang cuối song không liên quan tới vụ án lừa đảo qua điện thoại rầm thẩm tử ngang đấm mạnh bàn lật ngay tới mấy trang cuối hai vụ gây thương tích một vụ mua dâm liên quan tới ba người phát sinh ở nam ninh và quảng châu không nặng song có lưu lại tên và hình ảnh đám này liệu có khả năng còn theo đoan một giới bình không nhỉ hình ái quốc tục binh và đồng huy không dám nói trịnh quang quần đã lên tiếng không thể vì sao ạ à? thẩm tử ngang quay sang nhìn ông già đang pha trà đoan một giới bình sao không biết hậu quả khi quân cờ bỏ khai ra hắn có thể vứt nguyên cả đường dây lừa đảo qua điện thoại thì tiếc gì mấy nhân vật nhỏ đoan một giới bình đoan một giới bình cái tên làm người ta đau đầu đôi lúc cảnh sát còn có ý nghĩ hoang đường kẻ mình theo đuổi mười mấy năm ấy có tồn tại không thời gian qua bọn họ giám sát mộ của họ đoan một giám sát cả di tích nông trường cải tạo cũ nhưng căn bản không phát hiện được gì ngô ẩm hữu tử vong cũng ra rồi song vị thầy âm dương hành tung bất định đó trên người không có thứ gì giá trị hôm qua ngô kỷ cương cũng được thả rồi thực sự vì ngô ẩm hữu chết không ai thu xác công an còn phải trả tiền lưu trữ trong nhà xác còn một manh mối nữa là tên vô danh vừa khai báo nhưng bị lão trịnh hất nước lạnh tất cả liền trở nên xa vời thực sự không được thì chúng ta tạm buông vậy thầy hay là thế này hôm nay kết thúc kỳ nghỉ kéo dài tới mười lăm nếu thực sự không có manh mối giá trị thì chúng ta rút Thẩm tử ngang hỏi ý, hắn thực sự là nản chí rồi. Lão Trịnh gật đầu, chớ nản, truy bắt nghi phạm phải kiên trì bền bỉ, thế này đi, cứ tra thử mấy nghi phạm mới lộ diện xem có phát hiện gì bất ngờ không. Lại là biện pháp cầu may, niềm vui của ba người đồng huy bị quét sạch, nếu Lão Trịnh nói thế thì khả năng không cao rồi. Đồng huy chợt nhớ tới một người, nhân vật làm người ta đau đầu không kém, hỏi, không biết chỗ soái lãng có động tĩnh gì không? Không, thời gian qua y chỉ lo buôn bán, tối ở thôn Ngũ Long, rất phối hợp, thậm chí y còn mời hai người giám sát mình ăn cơm. Thẩm tử ngang hơi bực, không hiểu tên đó làm sao tìm ra người giám sát, hành động này không rõ là chế nhạo hay dằn mặt họ. Tục binh vẫn là người trực tiếp chỉ huy hiện trường, nói thêm, có điều hôm nay y đi tới trấn loan tắc rồi, khi đi còn chào hỏi hai nhân viên giám sát, tôi đang nghĩ xem có tiếp tục phái người teo y không. Trấn loan tắc, nơi đó không phải sắp rời Trung Châu à. Đúng, cục đường sắt tuyển dụng, cậu ta là con cháu nhân viên trong ngành nên được chiếu cố, tới trạm biến thế thập nhất loan làm thợ điện. Cái gì, làm thợ điện à? Thẩm tử ngang ngỡ ngàng, nếu bảo cái tên bất trị đó làm ra việc gì thì hắn cũng không thấy lạ, nhưng lại ngoan ngoãn đi làm thợ điện ở nơi xa xôi vậy à? Trịnh Quang Quần cũng ngẩn người, còn chuyên môn gọi điện cho lão soái cảm tạ cung cấp tin tức hỗ trợ, thuận tiện hỏi về soái lãng, xác nhận y đi làm thợ điện. Thế là sao? Thật à? Thật đấy, soái lãng 3 giờ chiều đúng giờ tới trạm biến thế thập nhất loan báo danh, sau đó nhận đồng phục xám xì xì, lần đầu có đồng phục, cảm giác rất mới mẻ. Tới một môi trường hoàn toàn mới, cảm giác khá thú vị, mỗi tội hẻo lánh quá, cách trấn loan tắt mười mấy km, cách quốc lộ 2 km, mà 2 km này phải đi bộ, chẳng trách tiếp tiểu nghệ đắc ý, té ra nơi này không ai thèm đến thật. Có điều không tệ lắm, Đứng ở tầng hai trạm biến thế, ở nơi diện tích mấy chục mẫu này toàn là thiết bị điện, dõi mắt xa hơn là bình nguyên bao la, trạm biến thế ẩn dưới vùng xanh mát, nhìn xa hơn nữa là hoàng hà đục ngầu. Căng mắt ra nhìn cũng không thấy nổi một bóng người. Chỉ có chút ngoài dự liệu, trên bản đồ nơi này nắm sát khu phong cảnh Hoa Viên khẩu, ai ngờ cách những 20 km. Vấn đề không lớn, nếu lượng tiêu thụ lớn thì lập trạm tiêu thụ cũng không tệ, quan trọng là không khí ở đây rất tốt, yên tĩnh trừ tiếng máy điện chạy ra thì chẳng có âm thanh gì. đang vừa đi vừa mặc đồng phục, sau lưng có người gọi, này người mới, chìa khóa, phòng số 4 đừng chạy linh tinh, chưa vào biên chế chính thức bị điện giật chết không tính là tai nạn lao động đâu. mã mẹ nó, nói gì suối quẩy thế, soái lãng quay đầu lại, tên trạm trưởng ném chìa khóa qua, đã thế còn trừng mắt lên, nhìn cái gì mà nhìn, ở đây do lão tử định đoạt, xong rồi, còn có kẻ ngang hơn mình, vốn soái lãng rất tức giận có điều nhìn trạm trưởng này ngông nghênh như thế chỉ thấy tức cười, phất tay một cái, chẳng nói nữa. Tên kia thấy khuất phục được soái lãng thì dương dương đắc ý. soái lãng đi xuống lầu, tới phòng số 4, vừa vào phòng đã có khách, hai người mặc đồng phục thợ điện, quần áo sọc sệt, thấy phòng có người, chưa gõ cửa đã vào, một ngồi ở giường một ngồi trên ghế, căn bản không coi mình là người ngoài. Một tên mặt trên vuông phần cầm nhọn hỏi, mới tới à, phạm sai lầm gì thế? Tên khác râu ri hỏi, trước kia ở trạm nào? Soái lãng không hiểu, ý các anh là gì? Phạm sai lầm mới tới đây à? Đúng thế, không phạm sai lầm thì ai lại tới đây? Đây là cái trạm xa nhất Trung Châu, đi mấy chục km mới tới được Thái Hành Sơn. Thông thường nhân viên phạm sai lầm không nghiêm trọng bị đi đầy tới đây, ví dụ như trộm sắt, bán thiết bị gì đó, cậu phạm sai lầm gì? Cầm nhọn lặp lại câu hỏi. Không không, tôi không phạm sai lầm gì, Tôi được phân phối tới đây, tôi là người mới, vừa mới thi vào. Soái lãng nói thi vào cũng hơi đỏ mặt, mới banh luôn. Ai, cậu không có người cha tốt, đó là sai lầm lớn nhất, vẫn là phạm sai lầm. Râu ria bới móc. Thế mà cũng tính là phạm sai lầm à, Soái lãng nhìn hai đồng nghiệp, lôi thôi lết thết, mồm toàn mùi khói thuốc, quần áo bẩn thiểu nhăn nhúng, tay còn dính dầu, loại dầu máy biến áp, thấm rất sâu xem ra là ở cơ sở lâu đã trơ lì rồi chẳng còn bận tâm gì nữa. Ừ thì nơi này làm gì có ai khác nữa. Soái lãng cười, lấy thuốc lá đắt tiền của mình ra mời hai đồng nghiệp, hai người kia vui lắm, tám gẫu một hồi mới biết ở đây kể cả mình mới có sáu người, thuận miệng nói, gian khổ quá nhỉ, trên cuộc phải nghĩ tới cân bằng giới tính, phân phối cho chúng ta mấy nữ nhân viên chứ. Hai người kia cười phá lên, cầm nhọn nói, đừng mơ chu vi 5km quanh đây ngay cả thỏ cũng là được nốt. Trâu ria cũng nói ai ở đây vài năm đều song thủ vô địch là sao soái lãng tò mò thì tay trái làm nhàm rồi chuyển tay phải cho mới mẻ chứ sao ngày ngày luyện thế nào chẳng vô địch Trâu ria làm động tác tuốt ống sau đó cười hô hố cực kỳ thô bỉ xong rồi mình về xã hội nguyên thủy rồi người ở đây cái gì cũng thẳng tuột soái lãng đang nghi ngờ quyết định của mình thì cái giọng như lệnh vỡ của trạm trưởng truyền tới cậu tử lão mau với cả thằng nhãi nữa xéo ra đây. vừa gọi một cái hai người kia đứng bật dậy chạy ra, vừa tới nơi thì trạm trưởng chỉ huy lái xe đi xuống sông bắt vài con cá, tối nay uống vài chén, uống xong đánh mạt trượt, ai thua tuần sau trực đêm. soái lãng ngó nghiêng ở cửa sổ thấy cái xe nát ở góc sân, bên trên có máy phát điện công suất lớn, cẩu tử và lão mau hí hưởng chuẩn bị đi dùng điện đánh cá, uống rượu, đánh mạt trượt, mấy từ khóa nhạy cảm nhanh chóng tổng kết trong đầu soái lãng ê hình như mình đến đúng chỗ đấy chứ soái lãng mừng thầm chạy ra chặn xe hí hưởng gọi khoan khoan cho tôi đi với tính tôi một phần tôi cũng uống rượu đánh mặt trượt ba chiếc xe tải vận chuyển cỡ siêu lớn từ từ chuyển hướng khi lái vào công ty điện tử lập tấn ở trên xe xuống là thư ký lưu bị cảnh tượng trước mắt làm bất ngờ địa điểm không nhỏ phải trên 40 mẫu khu văn phòng 12 tầng quy mô này không phải là lớn có điều với nhà máy điện tử lấy sản xuất làm chủ thì đáng chú ý là nhà xưởng, kết cấu 2 tầng, tình sơ sơ phải trên 9.000m2, một cơ sở sản xuất thế này dù là ở Trung Châu cũng hiếm thấy, nghe nói họ chỉ dùng nửa tháng là xây xong bộ khung, bây giờ đang lắp tường kính, xem ra có tiền đi khắp thiên hạ, không tiền vào thôn nửa bước khó đi. Chỉ là như thế chưa đủ để thư ký của Tổng Giám đốc Công ty Hoa Thái ngạc nhiên, cô ngạc nhiên là ở trước tòa nhà văn phòng đổ chiếc xe Hồng Kỳ, mà biển số có tới 4 số không, xe không phải vấn đề, vấn đề loại biển số này chỉ có thể tới từ thành ủy. Đúng, là xe của thành ủy, vừa mới đưa xe xuống thì ba người trong tòa nhà đi ra, thư ký lưu nhận ra ngay đi đầu là chủ nhiệm văn phòng thành ủy, bên trai là Lưu Hậu Khanh của công ty săn đầu người Duệ Sĩ, bên phải là Thái Bác Văn Phong Độ Người Người. Hai bác văn tiễn vị chủ nhiệm văn phòng kia đi, hàng huyên vài câu với Lưu Hậu Khanh trước khi lên xe, sau đó mới đi nhanh tới, tươi cười nghênh đón thư ký lưu, Cô Lưu, sao lại tới đây? Sao? Tôi không nên tới đây à? Lưu Hình Lan cố ý hỏi, người chưa tới, trên người thai bác văn truyền tới mùi nước hoa nam nhân rất hấp dẫn, mùi ngày khiến cô ngây ngất lúc khiêu vũ, ngây ngất hơn nữa là phong thái ưu nhã mà không cầu kỳ kiểu cách, phong độ mà vẫn tự nhiên của hắn. Thai bác văn tiến tới khoảng cách thích hợp, không không, tôi vinh hạnh quá thôi, sớm biết thế tôi tự mình đi lấy xe rồi, làm phiền cô, thật là ngại. Thế à? Sao tôi cảm giác anh chẳng ngại chút nào cả? Lưu Hinh Lan cố ý gây khó dễ, phát hiện mắt đối phương rất sáng, không biết là vì xe hay là vì mình. Thay bác văn nắm chừng mực rất chuẩn, thật, nhưng nhìn thấy cô bị niềm vui làm quên ngại rồi. Mồm mép. Lưu Hinh Lan khẽ mắng, rất nhỏ, chỉ là hiện không phải lúc liếc mắt đưa tình, 15 chiếc xe, tất cả dựa theo hợp đồng, ông chủ thai, giao tình thì giao tình, làm ăn ra làm ăn, số tiền còn lại anh định bao giờ thì trả. Chỉ là kiếm chuyện mà nói thôi, theo Lưu Hinh Lan thấy, với sản nghiệp lớn thế này, trả nốt tiền mua xe là chuyện nhỏ, thậm chí cộng thêm cả thành phần quan hệ tư nhân, cho trả dần theo từng đợt cũng không phải là không thể. Ai về nói vậy thay bác văn ấy nấy nói, thực sự xin lỗi, khả năng tôi phải trái hẹn rồi, không thể trả số tiền còn lại, phải hoãn vài ngày. Chuyện này, mặt Lưu Hinh Lan tức thì phủ một tầng sương, Cô không bao giờ có thiện cảm với khách hàng nợ nần, chuyện này không thích hợp, công ty chúng tôi làm việc theo hợp đồng. Đừng hiểu lầm cô Lưu, không phải tôi cố ý mà là hiện giờ tôi không có nhân dân tệ. Hai bác văn vội vàng giải thích, rất thành thẩn. Không có nhân dân tệ thì làm sao tôi làm ăn được với anh, anh mới chỉ trả 15% tiền cọc, còn chưa đủ trả đợt đầu. Lưu Hình Lan bắt đầu nghi ngờ đây là thứ ngoài vàng ngọc trong thối nát, loại như vậy thời buổi này không thiếu hai bác văn càng cuốn giọng khẩu âm phương nam trộn lẫn tiếng phổ thông không dễ nghe lắm sorry xin lỗi là tôi diễn đạt không đúng là thế này công trình nhà xưởng của tôi vừa kết toán thêm vào thiết bị và bố công nhân viên số tiền đổi trước đó hết rồi chúng tôi trước kia không dùng nhân dân tệ làm tiền tiêu dùng phải thông qua tài khoản ngoại hối quy đổi thời gian qua các nơi kiểm soát mạnh với tài chính vào thị trường lưu hinh lan bình tĩnh nghe Mỗi khách hàng nợ tiền luôn có lý do hợp tình hợp lý nên bất kể hắn nói gì thì cũng không thuyết phục được cô. Vậy anh nói phải làm sao đây? Chuyện làm ăn này do anh đích thân bàn với tổng giám đốc Hoa. Vậy anh tìm ông ấy nói chuyện đi. Ôi, đừng đem mọi chuyện coi thành làm ăn chứ. Hai văn bác thất vọng về biểu hiện thực dụng của Lưu Hinh Lan, rồi giải thích đừng nghĩ tôi cố ý nợ tiền. Ý tôi là muốn thương lượng với các cô, có thể dùng ngoại hối kết toán không, đô la hay tiền Singapore đều được, chứ nếu nhất định muốn nhân dân tệ thực sự phải đợi vài ngày được sao anh không nói sớm lưu hình lan chớp mắt tươi cười như chưa từng có vấn đề đúng là thư ký rất chuyên nghiệp tại tôi tại tôi là do tôi biểu đạt không tốt các cô cho tôi một tài khoản ngoại hối tôi trả bằng đô la hai bác văn rộng rãi nói lưu hình lan tất nhiên đồng ý gọi một cú điện thoại muốn có một tài khoản ngoại hối dùng di động liên kết với nhau không ngờ thai bác văn nói đợi một chút, trực tiếp dùng iPad vào ngân hàng online, chớp mắt cái tiêu sái nói, xong rồi. Đơn giản vậy thôi sao, Lưu Hinh Lan lấy làm lạ, làm ăn với đơn vị địa phương cần phát hóa đơn, báo thuế, phê duyệt rất trường rà, nhiều nơi vẫn tiền phải lấy giấy ra cho kế toán cấp, không ngờ người nước ngoài này lại như mua một món đồ chơi, tay giao hàng tay giao tiền. Hai bác văn nói, chúng tôi chú ý hiệu suất, không trường rà như ở đại lục, vốn số xe này phải đợi vào sổ sách công ty sau đó mới kết toán, có điều nể mặt cô Lưu, tôi dứt khoát chút, tránh làm khó cô. Vậy cảm ơn anh. Lưu Hinh Lan có chút ấy nấy vì vừa rồi hiểu lầm. Trong lúc họ nói chuyện một đám nam nữ trong tòa nhà chạy ra, ai nấy chọn xe mình thích, sau đó mới chào hỏi thai bác Văn, thái độ rất tôn sùng. Lưu Hinh Lan thầm ghen tị, công ty nước ngoài có khác, cô làm cho hoa thái 6 năm rồi mà đâu có đãi ngộ này, công ty người ta chỉ vừa mới xây dựng thôi đấy. Cô đang định cáo từ, bất ngờ thai bác Văn nói, cô Lưu, nếu thuận tiện tôi muốn mời cô cùng ăn trưa được không? Chuyện này, Lưu Hinh Lan chần chừ, dù rất muốn đi nhưng cố áp xuống, thân phận hai bên trên lệch quá lớn, cô không có phúc phận này. Thai bác Văn chân thành hỏi, có phải tôi quá đường đột rồi không? À, không, hiện chưa hết giờ làm, với lại tôi cũng không có thời gian công tác chuẩn, nói không chừng tổng giám đốc Hoa sẽ an bài công việc gì đó, với lại, Lưu Hinh Lan đưa ra mấy lý do yếu ớt. Hai bác văn nhìn thấu tâm sự của cô, nhẹ nhàng nói, Hinh Lan, đừng coi tôi là ông chủ lớn hải ngoại, tôi như em thôi, đều là người làm công. Không thể nào. Lưu Hinh Lan bất giác thốt lên. Sao lại không? 15 tuổi tôi đã ra nước ngoài làm công, bán bảo hiểm, làm thao tác viên ở thị trường chứng khoán, làm tiêu thụ viên dù hiện tại chỉ là một trong số cổ đông của lập tấn còn chưa phải là cổ đông lớn nhất nói cách khác vẫn đi làm công thôi em xa lạ là thế làm gì thay bác văn tự bộc lộ thân thế thu được không ít thiện cảm của lưu hình lang song vẫn chưa có biểu thị gì đó là bệnh chung của nữ nhân trí thức cao luôn bày ra vẻ rụt rè thối tha thay bác văn chửi thầm có điều để đạt được mục đích hắn có đủ kiên trì phải rồi hình lang thế này đi chúng ta ăn bữa cơm công vụ công ty chúng tôi chuẩn bị mua từ Hoa Thái chừng 50 xe hàng, tôi nói với tổng giám đốc Hoa, tôi chỉ bàn với em. Sao, như thế không làm trái nguyên tắc của em chứ? Vậy, thì được. Lưu Hinh Lan cười nhẹ, thấy đối phương thật thông tình đạt lý, không nhận ra hắn thay đổi cách xưng hô với mình, vui vẻ nhận lời. Hai bác văn rất lịch sử mời Lưu Hinh Lan lên xe, đứng tại chỗ vẫy tay tạm biệt, xe đi xa rồi trong gương chiếu hậu Lưu Hinh Lan vẫn thấy hắn đứng đó nhìn theo mãi, lòng không khỏi dâng lên chút gợn sóng. Kỳ thực thai bác văn đang đứng đó nghĩ, bước một là ăn cơm, bước hai là lãng mạn, bước ba lên giường, đang nghĩ xem ở nơi nào phù hợp với yêu cầu cuộc hẹn lãng mạn. Lưu Hinh Lan là nữ nhân khát vọng cùng nam nhân đứng ở vị trí bình đẳng, càng là nữ nhân trí cao, càng thường bạc mệnh. Ứng, ừ, như vậy một nơi trang trọng có cấp bậc mà không xa hoa sẽ thỏa mãn hư vinh càng hợp hơn là lãng mạn, nữ nhân này thực dụng mấy thứ phù phiếm chỉ nên làm phụ trợ không thể quá nhiều. Khóe miệng thai bác văn nhếch lên, tự hồ nhìn thấy cánh cửa phòng đóng lại, mình bế lưu hình lang từng bước đi lên giường, mỗi con mồi không dễ săn được luôn làm hắn hưng phấn. Lưu Hinh Lan mặc dù không phải quá mức xinh đẹp, nhưng nếu tính theo thang điểm khó đưa lên giường của hắn thì phải mức 8 trở lên, đó chính là mức thách thức đấy. Đương nhiên mỗi nữ nhân lên giường với hắn đều phải vui vẻ, đều phải cam tâm tình nguyện chuông điện thoại vang lên phá ngang giấc mộng giữa ban ngày của hắn vừa nhìn cái tên ân phương thuyên liền dừng lại chút tìm kiếm ấn tượng là nữ nhân vóc dáng cao ráo mang theo sự quyến rũ màng không mất khí chất kiêu sa rất giống quý phụ nhà giàu ông bài xong hắn mới tiếp điện thoại hàng huyên vài câu ở bên kia ân phương thuyên nói giám đốc thai tôi có tin tức tốt muốn nói với anh anh cảm ơn tôi thế nào đây dù không có tin tức tốt tôi cũng có thể cảm ơn hay là tối nay tôi hẹn cô Tôi nay không được, chúng tôi kết toán giữa tháng, hôm khác đi. Anh không muốn biết là tin gì à? Cô sẽ không nói với tôi là ông chủ cô chuẩn bị cho tôi vay tiền chứ? Thật thông minh, anh đoán đúng rồi. 80 triệu, lãi suất theo thị trường, khấu trừ trước. Chuyện này tôi phải suy nghĩ đã. Cái gì, cho anh vay tiền anh còn suy nghĩ, làm cao quá đấy. Giọng nói không vui truyền ra qua điện thoại, thay bác văn tính toán, tám nghìn vạn này còn xa mới đạt được mục tiêu của mình nói không chừng đây là cục đá dò đường châm chức một lúc nói cô ân không phải tôi làm cao mà phía cô hẹp hòi quá tám nghìn vạn thì làm được gì đầu tư thiết bị kỳ một của chúng tôi là hai trăm triệu với lại tôi cũng không cần vay một năm dài như thế không phải tôi lỗ chết à thế này đi chúng tôi cũng đang tìm kênh huy động vốn để tổng giám đốc thượng xem tài sản và thực lực của chúng tôi rồi hẳn quyết chúng tôi không phải thiếu tiền các cô cho tôi vay số tiền này là vì biết hạn ngạch tài khoản ngoại hối của chúng tôi rồi đúng không nếu biết rồi thì cũng biết chúng tôi không thiếu tiền thế này tôi tạm thời không vay nữa đợi tôi gặp tổng giám đốc thượng hẳn nói đầu kia điện thoại là ân phương thuyên điện thoại bật loa ngoài đặt trên bàn làm việc của thượng ngân hà sau khi giả vờ tức giận từ chối lời mời của thai bác văn cúp điện thoại nhìn thượng ngân hà đang suy nghĩ khó tổng giám đốc thượng gặp khó rồi cho người ta vay tiền phải nghĩ bên vay có khả năng trả không, còn nghĩ tiền cho vay ra có nguy hiểm không, lai lịch người vay là vấn đề, chỉ cần bất cẩn một chút không khác gì đem bánh bao thịt ném chó, bị chó ăn chưa nói, lộ ra mình còn bị thiệt hại. Thượng Ngân Hà nghĩ rất lâu mới lên tiếng, tiểu thuyên, cô nghĩ sao? Ông chủ, tôi không nhìn ra gì cả, tài khoản ngoại cảnh của điện tử lập tấn có khoảng dư hơn 20 triệu đô la, bọn họ có chi phiếu tín dụng quốc tế, có thể đổi số tiền nhỏ hơn 5 triệu đô la, theo thông lệ có khoản tín dụng cao như thế, lượng giao dịch phải cực cao. Ngân hàng nước ngoài chính quy hơn chúng ta rất nhiều. Ngoài ra điện tử lập tân mua nguyên khu văn phòng của Tân Đại Tân Hải, giá trị 170 triệu, giao dịch bằng tiền mặt. Còn nữa bọn họ đầu tư nhà xưởng tổng cộng 46 triệu, đã kết toàn 40 triệu. Hôm kia, tức là 13, bọn họ cùng sáng ít Đông Hoàng, phong hoa của Đài Loan, ức vinh của Singapore ký hợp đồng cung ứng thiết bị 140 triệu, Ân Phương Thuyên xem tài liệu điều tra, đây là cơ sở để cho vay, mà cơ sở này phản ánh ra, điện tử lập tân là đại hộ. Thượng Ngân Hà không hoài nghi tính chân thật của thứ này, chỉ hỏi, bọn họ định làm gì? Phôi điện thoại di động, bản mạch chủ vi tính, mấy nhà máy di động nhái trong nước có nhu cầu rất lớn, ở phương Nam không ít nhà máy sản xuất loại này, đầu tư tới cả tỷ cũng không hiếm, ở Đài Loan, Singapore làm loại gia công dáng thương hiệu này không nhiều. Ân Phương Thuyên thấy ông chủ động lòng, nhắc, hắn không phải không cần tiền, mà là cần rất nhiều, sắp tới tài chính của hắn không nối tiếp được, nhưng hắn đầu tư lớn như vậy, vay qua ngân hàng không khó lắm, chủ yếu là thời gian. Thượng Ngân Hà ra quyết định, đợi xem đã, đợi khi hắn tìm tới ngân hàng chúng ta tham gia. Cùng lúc đó, ít người biết được rằng trên tầng cao nhất của Lập Tấn, Thái Bắc Văn đón hai nam tử mặt vét sẫm màu vào văn phòng xa hoa, ngồi hàng huyên chốc lát mang hợp đồng mua sắm thiết bị, chứng minh tín dụng, nhà xưởng, từng thứ từng thứ một để người ta kiểm nghiệm. Một nam nhân nói, giám đốc thai, chủ nhiệm trương và khu trưởng Trần đã đánh tiếng với giám đốc chúng tôi, anh chuẩn bị vay bao nhiêu? 300 triệu thế nào? Hai bác văn nói ra một cách rất tùy ý. Hai người kia ngạc nhiên ra mặt, người đứng đầu rất khách khí, vâng, với tín dụng của anh hẳn thì không thành vấn đề, song chuyện này chúng tôi không quyết được, phải về xin chỉ thị giám đốc. Thai bác văn mở ngăn kéo, lấy hai tấm thẻ đặt lên bàn, hai vị chớ lo, tôi đã trao đổi với giám đốc tiền rồi, mặc dù tôi là người nước ngoài, nhưng tình hình trong giới tôi cũng hiểu. Đương nhiên không bạc đãi hai vị, đây là thẻ do hãng vàng bạc đá quý kim bá lợi phát hành, ở Trung Châu chỉ chưa tới 20 người có thẻ này, đây là thẻ biên chế, hơn nữa không có tên, có thể trực tiếp đổi thành một kg vàng hoặc là đá quý giá trị tương ứng. Hai vị đừng vứt đi đấy, thẻ này chỉ nhận thẻ không nhận người đâu, mất rồi không tìm lại được. Hai người bên ngân hàng không ngốc, vì thế chuyên tâm khảo sát lần nữa, đương nhiên là kiểm tra cả hai thẻ kia, sau đó cầm tư liệu đi. Người đi rồi thay bác văn trực tiếp gọi điện cho chủ số 2 của Kim Bá Lợi, là thiếu phụ lẳng lơ kia, chỉ nghe hắn dùng giọng điệu ngã ngớn nói, cách vĩ, thẻ lưu trữ vàng của bên em tiện thật, chuẩn bị cho anh 4 năm cái đi, anh tới lấy. Làm gì à? Đem tặng thôi chứ còn làm được gì, biện pháp bên em hay thật đấy người ta nhận cũng không phải ngại à phải anh mua của bên em mấy cái rồi có ưu đãi gì không a à, em gái đừng trêu anh thế chứ anh cần nước hoa làm gì một nụ hôn của em còn có thể suy nghĩ hay là tối nay cùng ăn tối anh nói trước không ăn tối cùng đừng mong anh chiếu cố chuyện làm ăn của em ừ uy hiếp đấy em không biết anh rất nguy hiểm à dám tới không ngồi trên ghế xoay vắt chân chữ ngủ, nghe mấy lời ám muội với thiếu phụ nóng bỏng đó thẳng thường là tốt nhất, quả nhiên nhân tuyển cả làm ăn lẫn sinh hoạt đêm chỉ tốn vài phút là xử lý xong. Thế là buổi trưa thai bác văn đi ăn cơm với thư ký lưu rụt rè ý tứ, thao thao bất tuyệt về mậu dịch quốc tế cùng với hướng đi thị trường vi điện tử trong tương lai, thêm vào thị trường chứng khoán, vì thế để lại ấn tướng một tài tử bác học đa tài. Buổi chiều tới ngân hàng một chuyến, tìm giám đốc ngân hàng, thảo luận thời sự tài chính, kèm theo chuyện khoản vay. Đến tối ăn cơm dưới ánh nến cùng với thiếu phụ của Kim Bá Lợi. Mọi thứ tiến hành hết sức thuận lợi, tần cách phỉ kỳ công trang điểm một phen cùng thai bác văn trò chuyện rất hợp ý, hai người nói chuyện làm ăn trên bàn cơm còn chưa dứt, trời bàn ăn tần cách phỉ hơi say để thai bác văn ôm mình vào phòng đã thuê trước, tiếp tục lên giường bàn bạc. Một trận mưa thu đổ xuống, chớp mắt một cái thời tiết mùa thu trăng thanh gió mát dần dần qua đi, dấu vết đầu đông xuất hiện, liên tục nhiều ngày mưa liên miên, cảnh sắc trở nên tiêu điều. Dù trong thành phố toàn bê tông cốt thép cũng thấy ở bên đường những chiếc lá quét rồi lại rụng, rụng rồi đã sớm khô vàng, bãi cỏ bên đường cũng một mùa héo úa, người qua lại đã lát đắt mặc áo mùa đông dày chỉ còn rất ít thiếu nữ kiên cường mặc váy ngắn co ro chống chịu. Ngày 28 tháng 10, thứ tư, khu công nghiệp Nam thành phố xuất hiện một kỳ cảnh trái ngược thời tiết, tường bao dài hơn trăm mét của công ty hữu hạn thương mại điện tử Lập Tấn, hơn vạn chậu hoa tươi tạo hình hoa nghênh, cục lớn hai bên cổng chính cũng toàn bộ dùng hoa tươi trang trí, bên trong càng là kỳ quan, trước lễ đài, người đông nhung nhúc. Chuẩn bị các bước cuối cùng, xung quanh đã lần lượt có mười mấy chiếc xe đủ loại đi vào. Chỉ dùng hoa tươi để trang trí, rất sáng tạo, hao phí cũng không phải nhỏ, một tiểu lâu màu trắng, từ mái nhà, hai bên, cửa sổ, toàn bộ là hoa tươi đủ màu, nhìn qua như lãng hoa khổng lồ tôi nghe nói nhà cung ứng hoa tươi ở trung châu lục tung cả nhà lên rồi vì buổi lễ khai trương này mà làm giá hoa trên thị trường tăng lên gấp đôi đấy tôi nghe nói vị giám đốc thai bát văn này có quan hệ với xí nghiệp thai thị singapore thai thị nào làm thiết bị thông tin gia tộc không nhỏ không thể nào tôi biết thai thị mà đâu nghe nói bọn họ có sản nghiệp ở đại lục cũng không nghe nói có một người thế này đó là các cô chưa biết thôi Vị này là con riêng của chủ tịch đương nhiệm của thai thị đấy. Nếu không tuổi trẻ như thế sao có được gia sản lớn cỡ này? Không đọc báo giải trí Hồng Kông, Đài Loan sao, họ moi ra cả rồi, vì tránh tranh chấp tài sản, chủ tịch mới đưa anh ta tới Đại Lục, nghe nói cho tới một tỷ đấy. Một tỷ đô la á. Cút đi, cô dám nghĩ thật đấy. Này này các cô, bàn tán gì thế, chủ nhiệm trương tới rồi, ra đón, ra đón đi một đám nữ nhân đang bàn tán tin vỉa hè say sưa thì một viên quản lý đi tới quát, thế là vội vàng chỉnh lại trang phục, đứng vào vị trí, hai tay để trước bụng, mặt mỉm cười vô cùng chuyên nghiệp. Người tới mỗi lúc một đông, có người của văn phòng thành ủy, người của cục đầu tư, cục thuế vụ, khu khai phát. Có câu quan thương xưa nay không phân chia trong ngoài, các nhân vật đứng đầu của công ty lớn như giải khác phi bằng, điện tử hâm vinh, mậu dịch hoa thái, cơ giới tứ phương ít nhiều dẫn tới oanh động có người nhìn ra, đây là nhân vật giao du cực trọng, nếu không chẳng mời được nhiều trưởng môn nhân đủ loại ngành nghề như thế. Đúng 10 giờ khai trương, cách thức giống đại đa số buổi lễ khai trương khác, lãnh đạo lên phát biểu, đơn vị tổ chức cảm tạ, những nhân vật cấp trọng lượng lên các băng, đây là sự kiện trọng đại, không tùy hứng làm mấy chuyện khác người được, xảy ra sự cố sẽ không may, ai cũng mong có khởi đầu thuận lợi mà. Chỉ khác là buổi lễ hôm nay quy mô thực sự không nhỏ, mời cả phó thị trưởng phụ trách đầu tư, Lúc các băng có 8 vị lãnh đạo thành phố, khu ủy, các đơn vị hữu quan, toàn là nhân vật nhìn khắp Trung Châu cũng có thứ có hạn rồi, vậy mà chỉ vẻn vẹn vì một lễ khai trương. Thượng Ngân Hà đợi tới khi gần kết thúc mới đến, xưa nay hắn ta luôn kính tiếng, lần này xe của mình cũng không dùng, cùng trợ thủ thêm vào một vệ sĩ đi chiếc Hyundai rất bình thường tới, hắn bảo lái xe, đi chậm chút. Trợ thủ bên cạnh rất tò mò, xưa nay lễ khai trương, khánh thành, khởi công tổng giám đốc thượng không tới vì tài sản của hoa ngân tuy không nhỏ nhưng thanh danh không tốt nếu mà xuất hiện ở trường hợp công khai khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ à tới đòi nợ đấy nếu không phải đi đòi nợ thật làm thế quá bằng chơi ác với người ta rồi khai trương người ta cần may mắn chủ nợ lại tới nhà ai mà vui cho nổi thế nên bất kể là nghĩ cho người ta hay nghĩ cho mình tổng giám đốc thượng đều không tham gia trường hợp như thế nói thật ra như thế cũng đỡ tốn thời gian vô nghĩa nói tới xã giao tổng giám đốc thượng còn cần sao mà hôm nay đích thân tới như vậy làm ân phương thuyên đoán không ra nữa lúc này qua cửa kính cảnh tượng lễ khai trương rất náo nhiệt lúc này phó thị trưởng thành ủy đang đứng trên đài cao giọng phấn chấn phát biểu không ai chú ý tới một chiếc xe rất bình thường đi ngang qua xe đi rất chậm đi từ bên này cổng chính đi qua đầu bên kia rồi tốc độ càng chậm hơn lái xe hỏi tổng giám đốc hay là chúng ta quay lại không cần đi thôi thượng ngân hà lắc đầu nói ân phương thuyên hồ nghi nhìn ông chủ qua gương chiếu hậu tổng giám đốc sao lại hứng thú với nhà này thế chúng ta không phải là không định cho họ vay sao tôi xuất phát từ sự cẩn thận thôi phàm là người mượn tiền của tôi tôi không sợ có ai dám không trả chỉ sợ không có năng lực mà trả thôi chàng trai đó có vẻ nằm ngoài dự liệu của tôi rồi thượng ngân hà có vẻ khó nghĩ tựa như nói với bản thân chính phủ thành phố chính phủ khu rồi công thương thuế vụ một đám người tới góp vui, chắc là tiêu không ít tiền hả? Ân Phương Thuyên thấy ông chủ đánh giá thai bác văn như vậy, lòng máy động, quay lại đáp, dạ, tôi nghe tin nội bộ nói, tổ chức nghi thức này dự toán 300 vạn. Ha ha, lá gan không nhỏ, lanh lợi đấy, như thế giới thông hành ở hai giới chính trường, thương trường rồi, không cần bao lâu, đường của cậu ta ngày càng rộng. Cô có thấy không, trong số lãng hoa chúc mừng có bốn ngân hàng thương nghiệp lớn, có ngân hàng thành phố, cứu giác đám người này rất nhạy bén e là ngửi thấy mùi cơ hội rồi thượng ngân hà chỉ vào trọng tâm ân phương thuyên biết phàm là nghề có thể kiếm tiền ông chủ thương luôn nhắm chuẩn thời cơ nhảy vào chia canh mỗi lần những xí nghiệp kia gặp khó là thời cơ này vào tốt nhất ngạc nhiên nói ông chủ giờ chưa phải thời cơ ra tay tốt nhất tôi không lên tiếng là muốn xem sự kiên nhẫn của cậu ta tới đâu bằng vào tài sản nhà xưởng kia cho cậu ta vay một hai trăm triệu không thành vấn đề có điều tôi không ngờ, cậu ta không để chúng ta vào mắt, xem ra đám người nước ngoài này làm ăn chính thống, tin vào ngân hàng hơn. Tiểu Thuyên, cô tính chưa, tổng đầu tư của họ bao nhiêu? Chừng 500 triệu, địa điểm, văn phòng 200 triệu, thiết bị 170 triệu, tháng sang thiết bị tới bắt đầu lắp đặt. Sau đó nhân viên, tiền lương, xe cộ, gần 100 triệu, rồi thêm vật liệu sản xuất nữa. Trước Tết họ cần thêm 300 triệu. Ân Phương Thuyên không chỉ có vẻ đẹp, nghiệp vụ cũng rất cao, tính toán đâu vào đó. Giúp tôi hẹn người này, đừng nói chuyện vay tiền, cứ nói là buổi tối có buổi tụ hội tư nhân, muốn mời hắn. Thượng Ngân Hà ra chỉ thị. Ân Phương Thuyên không hỏi nhiều tức thì chấp hành, điện vừa thông, theo tỏi quen ấn loa ngoài cho ông chủ nghe, không ngờ nghe thấy giọng trêu ghẹo của thai bác văn, ồ, cô ân, khách quý, khách quý, sao lại nhớ tới tôi thế, tôi năm lần bảy lượt mời cô, cô lại chẳng nể mặt. Vậy tối nay tôi nể mặt anh nhé, ông chủ của chúng tôi muốn mời anh tụ hội riêng, thế nào, khoảng 8 giờ anh có tiện không? Khoan khoan, trước cuộc là cô mời hay là ông chủ của cô mời? Hai bác văn hỏi lại. Khách gì sao? Đương nhiên rồi, nếu là cô mời, dù là nước sôi lửa bỏng, tôi cũng đi. Có điều nếu ông chủ của cô mời thì thôi, thời gian này tôi thực sự rất bận dùng lời người đại lục là chạy khắp nơi cầu ông vang bà, nếu biết tới đại lục làm ăn lại khó thế này, tôi chẳng tới. Tôi cảnh cáo anh, đừng có mà làm cao, chọc giận ông chủ tôi, anh làm ăn càng khó hơn đấy. Ân Phương Thuyên không ngờ thai bác Văn lại nói như thế, vội nghiêm giọng nói. Tôi có chọc đâu, là các cô không thèm để ý công ty nhỏ của tôi mà. Thực ra tôi mong hợp tác với Hoa Ngân lắm chứ, tài chính sung túc, quan hệ rộng rãi, làm việc gì ở trung châu cũng thuận lợi đâu cần giống tôi mỗi ngày phải chạy gãy chân mới làm được vài việc nhỏ xíu thái bác văn tựa như đang kể khổ vậy anh càng phải tới chứ nói không chừng có lợi cho anh ân phương thuyên biết ông chủ mình rất hưởng thụ được người ta kiên kỵ ám thị em gái à không phải tôi không muốn đi mà không đi được tôi vay tiền ngân hàng có tiến triển rồi không thể bỏ đó đến khi tôi vay được rồi thì ăn nói với ông chủ cô thế nào hay thế này lần sau vay tiền gặp khó khăn tôi làm tìm tổng giám đốc thượng tới khi đó anh mời được ông chủ của tôi không tôi không đảm bảo đâu ân phương thuyên cúp điện thoại luôn sợ tên kia nói nữa làm ông chủ nổi giận hai người họ vượt ngoài quan hệ ông chủ và trợ lý cho nên cô rất cẩn thận không để nam nhân bên cạnh xuất hiện trong tầm mắt ông chủ không ngờ thượng ngân hà cười đừng lãnh đạm với người ta thế tiếp xúc nhiều một chút nhà này tiềm lực lớn đáng đầu tư lắm ân phương thuyên cẩn thận nói nhưng giờ hắn đã móc nối được với ngân hàng rồi đó không phải là vấn đề không nghe hắn nói sao hắn mong hợp tác với chúng ta mà không được vay tiền của chúng ta làm gì cũng thuận lợi vay tiền của ngân hàng ngân hàng không thể cung cấp cho hắn sự tiện lợi đó thượng ngân hà trước nay có khi không đòi lại được tiền nhưng chưa bao giờ không cho vay đi được đối với chuyện này tự hồ đã có quyết định trong tòa nhà công ty điện tử lập tấn cúp điện thoại rồi thay bác văn nhìn quanh lấm lét như trộn bấm một số nói nhỏ chị từ phía thượng mặt trổ có chút vấn đề tôi bày ra thế trận rất lớn hôm nay khai trương mời cả phó thị trưởng rồi cái danh con riêng cũng đút tiền cho mấy tờ báo lá cải tung ra vậy mà hắn không lộ diện chỉ bảo trợ lý mời tôi đi tụ hội chi tiết không nói rõ qua điện thoại được tôi từ chối rồi tôi cảm thấy có thể tiếp tục nhử hắn từ cuối tháng 9 đến trung châu đã hơn một tháng trôi qua tiền tiêu như nước rồi mà hiệu quả chưa thể hiện ra, thai bác văn rất sốt ruột, không ngờ chị từ bên kia điện thoại khen hắn làm đúng, thượng ngân hà lăn lộn giang hồ mấy chục năm, sao dễ dàng giao tiền cho người ngoài, thực sự không được. Chúng tôi mua mấy chục triệu thiết bị đưa tới Trung Châu để vỡ kịch thật hơn một chút. Có điều cậu chú ý nắm thời gian, tiền vay ngân hàng và tiền đi vay ngoài không thể cách nhau quá xa, nếu không cầm được cũng không giữ được đâu. Vâng. Tôi biết rồi chị cứ yên tâm, Thái Bác Văn liên tục gật đầu, dù thế nào lần này có thể làm vụ lừa đảo trị giá thấp nhất là trên trăm triệu, nói thế nào cũng thành chuyện đáng kiêu ngạo. Mật mưu hồi lâu, từ nhà vệ sinh đi ra, Thái Bác Văn giật bắn mình, một nữ nhân tóc xoăn mặt tròn vỗ đét một cái vào mông, nữ nhân đó lập tức cười khanh khách, là tiểu tình nhân của ông chủ cơ giới tứ phương. Từ lúc quen Tần Cách Phi, hắn liền quen với cô bạn thân vũ mạng âm này của Tần Cách Phi, cô gái này lại còn lẳng lơ hơn cô bạn, thường xuyên động chân động tay với hắn. Thai bác văn vừa làm chuyện mờ ám bị cú này làm giật bắn mình, vũ mạng âm vui vẻ lắm, qua, đừng làm bộ đơn thuần, tôi biết anh bà cách vĩ gian díu với nhau. Biết thì sao nào, tôi thích, cô ấy cũng vui lòng. Sao, cô cũng định ra tay tới tôi à? Thai bác văn hồi tỉnh trêu ghẹo. Đúng thế, chỉ không biết anh có đáng để ra tay không? Vũ mạng âm từng khiêu vũ với hắn một lần, rất động lòng, nhưng động lòng hơn nữa là thân phận và tài sản của hắn hai bác văn cười dâm tiện thử mới biết cô chưa hỏi cách phỉ hả cúc 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 vũ mạng có chút đỏ mặt đẩy hắn một cái hai người cùng đi ra ngoài thấy anh từ buổi lễ trốn đi tôi liền đi theo nghe nói anh và cách phỉ mở một phòng ở sàn giao dịch chứng khoán mười mấy ngày qua kiếm mấy chục vạn trong tay tôi có chút tiền rảnh rỗi cho tôi một phần được không em gái chuyện này không thích hợp chứng khoán không ai vô địch nếu cô lỗ thì tôi không đành lòng thôi đi đừng cho rằng tôi không biết anh liên kết với nhà cái hai bác văn thiếu chút nữa che miệng vũ mạng âm liên tục xua tay đừng 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 nhắc tới chuyện này trình độ của tôi nhiều lắm là linh cẩu theo đuôi sư tử thôi so với ông chủ lớn tiền tỷ làm nhà cái thao túng thì tôi kém xa lắm cách phỉ thật là sao chuyện này cũng nói linh tinh vậy tôi không nói anh phải cho tôi một phần đừng có thái độ như thế có gì khó đâu, thêm một người là thêm một phần thực lực mà. Vũ mạng âm ra sức kéo tay hắn lắc, bầu ngực ép hẳn vào tay hắn tới bẹp đi. Hai bác văn nở nụ cười khó phát giác, đã có con mồi mắt câu, sao không vui chứ, bề ngoài vẫn tỏ ra miễn cưỡng, được thôi, nhưng mà chơi cổ phiếu chỉ là chơi thôi, giống đánh bạc, đánh ít vui vẻ, đừng để chơi nhiều thương tâm. Thôi, vì giao tình của em và cách phỉ, lỗ anh bù cho em, thắng thì là của em. Thế còn được, bao sao anh làm cảnh phỉ điên đảo vũ mạng âm ném cho hắn một ánh mắt quyến rũ khi rời hành lang buông tay ra khôi phục đi đứng đàng hoàng không lộ chút manh mối nào quay trở lại buổi lễ thay bác văn bắt tay với từng ông chủ tới tham dự cảm ơn họ thi thoảng nhìn thấy nữ nhân mình quen còn nở nụ cười hiểu ngầm vở kịch diễn càng lúc càng sâu rồi ngày 28, sương xuống trời lạnh buốt phương hủy đình vừa rón rét tới văn phòng cô lại đi làm muộn phải bắt taxi thầm thở dài, tháng này mà đi muộn mấy lần nữa thì hết lương, nếu mà phải ngửa tay xin tiền mẹ nữa thì xong đời, lần sau mẹ bắt đi xem mắt, có muốn chống đối cũng không đủ tự tin. Tại trời lạnh ngủ ngon quá mà, hôm qua cô đang ngủ, nghe chuông đồng hồ reo vương tay ra đập vỡ luôn, đó là lý do cô chẳng bao giờ dám dùng di động hẹn giờ. Phương Hủy Đình thở dài lật lịch sang trang mới, chuẩn bị cầm bút viết vài câu an bài trong ngày, tự hồ có chuyện phiền lòng ném bút sang bên, mở tủ văn phòng, lấy cốc pha trà lười nhắc dựa vào lưng ghế hưởng thụ ánh nắng lên cao dần chiều vào người mình văn phòng trung tâm chống lừa đảo biên chế cũng tính là một cơ cấu độc lập có điều chủ nhiệm là kim quản làm việc ở ban tuyên truyền phó chủ nhiệm cũng là kim quang làm việc ở đại đội cảnh sát mạng quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi mình cô nghe nói là năm nay sẽ phân phối thêm người cơ mà cái văn phòng này chẳng xuống được cơ sở kiếm chác chẳng lên được trung tầng lôi kéo quan hệ muốn đợi có người tới chẳng biết tới bao giờ Thêm vào thời gian trước Phương Hủy Đình bị điều tới tổ chuyên án, thế là cái trung tâm chống lừa đảo này chỉ còn hư danh, thi thoảng đăng vài thông tin lên mạng, nhàn nhã cực. Cơ mà con người là thế, lúc bận thì bực, lúc nhàn lại phiền, Phương Hủy Đình nhìn nước trà hồi lâu, mãi mới nhớ ra phải uống, thế là làm một ngụm, mỗi tội quên đậy nắp, trà nguội rồi. Cô nàng này đỉnh đoản vậy đấy, nói theo lời mẹ cô là, chỉ được cái mặt xinh đẹp thôi, Phương Hủy Đình rất ghét câu đó tình huống của Phương Hủy Đình bây giờ cơ bản là thế, đi làm, pha hai ấm trà uống tới hết giờ, càng nhàn nhã càng khiến người ta bức bối, đó không phải cuộc sống cô muốn. Cô nhớ ngày tháng cùng Tiểu Một đi điều tra ngoại vi, nhớ lúc chìm trong đống tài liệu, bận biệu mà phong phú. Phương Hủy Đình buồn chán lật lịch, từ ngày 16 rút tổ chuyên án tới nay, hai tuần rồi trên lịch công tác chẳng ghi cái gì cả, cũng có nghĩa là chẳng làm cái gì cả, mỗi ngày tới uống trà, xem báo, tán gẫu với mấy cô gái cùng tuổi phòng bên, thời gian cứ hồ đồ trôi đi, làm cô rất bực. Hôm nay mới sáng dậy Phương Hủy Đình đã gặp chuyện bực mình, vì tối qua lên mạng ngủ muộn, sáng nay thời tiết dễ chịu nên ngủ nướng, mẹ cô gọi ba lần mới dậy, bị cằn nhằn một phen, thế là lại cãi nhau với mẹ một hồi. Mẹ cô có oán niệm rất sâu với cô con gái làm nhầm nghề, giới thiệu cho cô đi xem mắt nhiều lắm, đối phương chỉ gặp được một hai lần là chạy, khó khăn lắm mới có người tới nhà làm mai cho một cán bộ công an hai vợ chồng thích lắm tài con gái lại không thích hẹn cũng chẳng đi mẹ già kiếm cớ mắng con gái tham ăn lười làm mắt cao quá đầu cuối cùng phán con không gả đi thì ba mươi ra ngoài mà ở khỏi mẹ nhìn thấy đã bực phương hủy định đáp lại con mà gả đi rồi mẹ có mong con về con cũng chẳng về bực tức tới không nuốt nổi bữa sáng phương hủy định bỏ đói tới đơn vị uống vài cốc trà tâm tình bình tĩnh hơn ngồi xem báo thời sự bỏ không phải lãnh đạo thị sát thì mở rộng thành phố chẳng liên quan lật liền vài trang thấy toàn quảng cáo không nhà hàng này khai trương thì nhà hàng kia ưu đãi a à, hôm nay có chút khác biệt một công ty điện tử lập tấn khai trương làm phương hủy đình ức tới ném tớ báo sang bên phương hủy đình bỗng nhiên phát hiện có nhà còn nuôi vài con lợn mừng lắm di chuột định dắt về ai ngờ đúng lúc này có tiếng gõ cửa cộc cộc cô nhanh tay chuyển sang giao diện học tập tri thức an ninh mạng làm vẻ ngồi ngay ngắn hô mời vào khà khà sao đứa nào thấy tôi cũng hỏi câu này đầu tiên thế nhỉ lão trịnh lắc đầu nếu có tiến triển thì có điện thoại gọi tới triệu tập người rồi còn cần tôi nói sao tôi biết cháu không cam lòng đám tục binh hình ái quốc cũng không nhàn luôn gián tiếp điều tra có tin tức không chừng tổ chuyên án sẽ còn tổ chức lại lão trịnh an ủi phương hủy đình đừng nản với kinh nghiệm làm cảnh sát mấy chục năm của tôi, loại nghi phạm án mạng này giống như dính lời nguyền ấy, sớm muộn phong thủy cũng xoay chuyển về phía chúng ta, không có ngôi nhà 30 năm nào không dột. Cháu hiểu, nhưng mà nếu 8-10 năm nữa mới bắt được hắn có ý nghĩa gì, giống như án mạng, nhiều vụ án kéo dài cả hàng chục năm hung thủ mới xa lưới, tuy tuyên dương được chính nghĩa, nhưng cũng lần nữa khơi lên vết thương lòng của người nhà người bị hại. Thế nên chúng ta vẫn phải không tiếc công sức lấy ra chân tướng vụ án, dù đau thêm một lần còn hơn tiếc nuối cả đời cũng phải phương hủy đình không tranh luận nữa hỏi chú trịnh sao hôm nay chú có hứng thú tới cục thế trịnh quang quần mỉm cười chuyện nhỏ thôi đi trạm biến thế thập nhất loan một chuyến cháu có muốn đi cùng không sao thế ạ à? soái lãng lại phạm vào chuyện gì rồi sao vừa nghe tới địa danh thập nhất loan phản ứng đầu tiên của phương hủy đình là người kia lại gây chuyện rồi lòng lo lắng Trịnh Quang Quần nhìn thấy hết phản ứng đó, lắc đầu, không, tôi tìm cậu ấy tán gẫu thôi. Vậy thì cháu không đi đâu, cháu và anh ấy chẳng có gì mà nói hết. Phương Hủy Đình khách khí từ chối, nhưng cái vẻ dấu đầu lòi đuôi thiếu tự nhiên hiện hết lên mặt. Lão Trịnh đang nghe chuyện trên TV Audio CV tự như nói đùa, tôi không có gì cả, cô bé xinh xắn như cháu ra mặt tốt hơn ông già như tôi, cháu biết cái thằng đó tính tình khó ưa thế nào mà, tôi nói cậu ta có khi chẳng buồn ghé mắt chúng ta muốn đối phó với một kẻ lừa đảo thì phải tìm người hiểu hắn nhất trong trại giam cũng có những kẻ ấy nhưng chắc gì đứng cùng phe với chúng ta không thích hợp đâu ạ à. cháu thấy đừng đi thì hơn nếu chú có tâm tư ấy cháu tiến cử cho chú vài nữ cảnh sát xinh đẹp gặp phải cái đinh mềm rồi phương hủy đình nhìn rõ lý do của trịnh quan quần không đủ vững hơn nữa từ tận đáy lòng cô không muốn lấy thân phận cảnh sát xuất hiện trước mặt soái lãng không muốn nhìn thấy đôi mắt thù hận cùng khinh bỉ của y Chuyện vừa qua bằng lương tâm mà nói, cô thấy cảnh sát nợ xoái lãng, nói tới công lao trong vụ án này, y chắc chắn lớn nhất, kết quả chẳng được gì, còn gặp đối đãi bất công, đôi lúc nghĩ thôi cô đã ấy nấy. Cháu đem cảm xúc cá nhân vào công việc rồi. Trịnh Quang Quân nghiêm giọng chỉ trích, cậu ta giúp cháu rất nhiều, cho nên cháu không nỡ thấy cậu ta liên quan tới vụ án, đúng không? Vâng, chú Trịnh, chú đừng quên, anh ấy không chỉ giúp mình cháu, mà là giúp cảnh sát chúng ta. Nếu chú nhất định nói thế, cháu có quyền tránh đi. Phương Hủy Đình rất có cá tính nói. Đừng như thế, tôi tới đây không phải khơi lên tâm lý phản kháng của cháu, cháu nghe tôi nói đã. Thời gian qua tuy tôi không tra được tin tức của đoan một giới bình, nhưng sau khi tìm hiểu tỉ mỉ hành tung của soái lãng, tôi có phát hiện. Trịnh Quang quần xoa dịu, cô bé này là điểm quan trọng trong việc giao thiệp với soái lãng, cháu đừng nghĩ cậu ta giúp cảnh sát, tôi thấy cậu ta có dụng tâm, còn nhớ lần đầu cháu quen cậu ta không? Phương Hủy Đình không đáp, nhưng bị đề tài này thu hút, cô sao quên được hai người gặp nhau thế nào, lúc đó ở đầu ngõ Đông Quang, xoái lãng trực tiếp cho tiểu một một trận, khi ấy cô coi xoái lãng là tên lưu manh đường phố, không ngờ phát triển tới bây giờ thành dính líu cả tới đại án rồi. Cháu điều tra nữ tiêu nên bắt được xoái lãng, thẩm vấn ba lần không có thu hoạch gì, nhưng cậu ta cho các cháu một thu hoạch bất ngờ, tìm ra ổ đa cấp, bắt được hơn trăm nghi phạm. Kết quả cậu ta nhờ tố cáo có công nên thoát nạn, không ai điều tra sâu hơn về nữ tiêu nữa. Trịnh Quang Quần nhắc, đúng không nào? Phương Hủy Đình ngẩn người, cũng chính vì lần đó mà hai người dính líu không rõ ràng, không tới được với nhau nhưng cũng không giữ khoảng cách. Lần này soái lãng rời tổ chuyên án, dùng số di động cô không biết gửi cho một tin nhắn, còn Phương Hủy Đình trả lời tạm thời đừng liên hệ, lo lắng điện thoại của soái lãng bị kiểm soát, gây ra đống phiền toái hơn một tháng không gặp thi thoảng nhớ tới ký ức vẫn rất rõ ràng trịnh quang quần hiểu lầm cho rằng lời của mình có hiệu quả chuyện thứ hai khi các cháu bám theo vụ án lừa đảo không có manh mối soái lãng lại xuất hiện cháu và tiểu một báo lên tổ chuyên án nói soái lãng có tình huống trọng đại muốn phản ánh sau đó là đưa cậu ta ra khỏi đồn công an hoàng hà cậu ta nói với các cháu làm sao tìm đám làm thẻ giả đồng thời tìm ra mấy hang ổ thẻ giả lần này phương hủy đình nhớ rất rõ từ đó cô quen được đại ngưu bị hào khí giang hồ cảm nhiễm uống rượu say tới hồ đồ tiểu mục đưa cố về nếu đổi lại là soái lãng cô lo y thừa cơ phi lễ trịnh quan quân càng quan sát càng tin tưởng phán đoán của mình cháu không biết cậu ta khi đó vì dính vào vụ án trị án ở khu phong cảnh bị tạm giữ vì cậu ta khi đó còn tay trắng mà tranh đoạt thị trường với hai người khổng lồ trong nghề là phi bằng và chính nùng nên phá mười mấy sạp hàng của người ta vì nhân vật chính đã đi vụ án này phải kết thúc qua loa kỳ quái là không biết sau đó soái lãng dùng thủ đoạn gì mà lại thành đứng cùng chiến tuyến với phi bằng từ đó phất lên giờ tôi hoài nghi chúng ta thành đá lót đường cho cậu ta phương hủy đình đã biết chuyện này nhưng không nói ra mà thôi tên đó chẳng bao giờ chịu làm việc đàng hoàng cứ như không dính vào vài việc bất chính thì y sẽ khó chịu vậy phản ứng không mạnh không đủ đạt tới mục đích trịnh quang quân tiếp tục chuyện thứ ba chúng ta trải qua rồi chính là ân ân oán oán với đoan một giới bình. Đoan một giới bình thông qua thế lực của lương căng ban nhiều lần ra tay với cậu ta, thậm chí phát triển tới thuê người phá cửa hiệu. Cháu nhớ nghi phạm lão thương không? Nghe nói hắn phái người tới khu phong cảnh bắt xoái lãng chưa lâu liền bị người ta chụp bao tải từ đằng sau, đánh một trận, sau đó nhét vào cốc xe, ngay cả bản thân cũng không biết ai làm, mình ở đâu. Xoái lãng hay rồi, trực tiếp tố cáo hắn ở đâu. Phương Hủy Đình phì cười, chuyện này đúng là khiến người ta cáo mà, bảo sao tục binh trói y lại làm mồi nhữ. Tôi tin cháu nhìn ra rồi, cậu ta nhìn ra mình ở thế yếu trong cuộc tranh đấu này nên mới nhớ tới chúng ta, lần này chúng ta không phải đá lót đường nữa, mà thành ô dù bảo vệ cho cậu ta rồi. Lão Trịnh thở dài cảm thán, cậu ta lại thành người tố cáo trọng đại, tiếp tục tiêu diêu, cháu có thấy từng chuyện này có sự giống nhau cao độ không? Cậu ta luôn dùng cảnh sát để đặt mục đích cá nhân, cậu ta chả oan ức thiệt thòi gì đâu vậy cháu càng không thể đi cháu không giống chú tới mức này cháu nói thật quan hệ giữa cháu và anh ấy quá lại không sâu cũng không phải cạn cháu có thiện cảm với anh ấy tuy anh ấy ương ngạnh gian xảo nhưng trượng nghĩa sống tình cảm là nhân tuyển làm bạn bè tốt nhất cháu xin phép được tránh đi phương hủy đình không che giấu nữa nói rất dứt khoát đợi chút rồi hẳn quyết định trịnh quang quần rút ví ra lấy một bức ảnh đưa Phương Hủy Đình, vài tập tài liệu, giải thích, đây là thu hoạch nửa tháng qua của tôi, người này tên Vương Tu Nhượng, cũng là người mua tham gia đấu giá, người nhà báo mất tích khi đi tập thể dụng buổi sáng đã một tháng rồi. Đồng công an tiến hành hỏi chuyện người nhà, phát hiện ông ta giao du rất đơn giản, mấy năm qua chỉ duy nhất một người tới thăm, cháu đoán là ai? Lại là soái lãng. Phương Hủy Đình tức muốn điên rồi, người này làm sao vậy, chuyện gì cũng dính vào, y không muốn sống nữa à đúng nhưng khi ông ta bị mất tích thì soái lãng đang bị giữ trong nhà khách lục thành cho nên cậu ta không liên quan nhưng lại là trong số vật phẩm vương tu nhượng để lại tôi phát hiện ít hồ sơ cũ của đoan một lương trạch tôi liền chạy tới tính dương tìm hiểu không ngờ phát hiện cha vương tu nhượng và cha của đoan một giới bình cùng cải tạo ở tính dương thế thì sao ạ à? cháu còn chưa biết Ngô ẩm hữu bị lương căng ban giết chết cũng có cha cùng cải tạo với đoan một lương trạch đấy. Trịnh quan quần tiết lộ một tin khiến phương hủy đỉnh chấn kinh, ông ta rất hài lòng với thái độ này, đoan một giới bình tuy là một tên lừa đảo, nhưng sự nguy hiểm của hắn cao mức nào thì cháu thấy rồi đấy, phàm là người dính líu tới hắn, không chết cũng mất tích, tôi không biết rốt cuộc đây là thứ ân oán gì lại dai dẳng như vậy. Song càng thế càng không phải chuyện tốt lành. Soái lãng nếu không biết gì cả, chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm được cháu đi cùng chú nhưng không biết có giúp được gì không phương hủy đình không chậm trễ đội mũ vào chuyện này không vi phạm kỷ luật chứ ạ à? trịnh quang quần thu dọn đồ đạc không chẳng những phải nói với cậu ta chuyện này còn phải nói với cậu ta toàn bộ chàng trai này không xem thường được đâu tôi thật hối hận nếu tôi sớm ý thức được thì đã không để quan hệ hai bên biến thành thế này nếu không phải cậu ta kiên dè cảnh sát e tổ chuyên án bị cậu ta ăn miếng trả miếng đã kích không nhẹ đâu hôm nay tôi còn mời theo một vị, cháu coi như dạo chơi là được. Ai ạ? À? Phương Hủy Đình đứng ở cửa rồi. Soái thế tài, hai người thế nào cũng có một người thuyết phục được cậu ta chứ. Phương Hủy Đình thượng người, trong lòng bỗng có cảm giác quay quái, cuối cùng vẫn đè nén xuống. Trạm biến thế thập nhất loan, nói xa không xa, nói gần không gần, đi xe ô tô cũng phải mất tới 40 phút, đoạn đầu không có gì để nói, nhưng 2 km cuối cùng càng khó đi, trung tuần tháng 11, trời âm u mưa nhiều, mặt đường toàn sình lầy, còn khiến đường sạt lở một đoạn, đang sửa đường. Hai chiếc xe cảnh sát đi vòng đi vèo khó khăn lắm mới tới được cổng trạm biến thế thập nhất loan. Xe xoái thế tài ở phía trước, xuống xe vào trạm gọi con trai, định hẹn trưa tới trấn loan tắt gần đó vừa ăn vừa trò chuyện. Phương Hủy Đình quan sát xung quanh, trạm biến thế xây ở nơi cao, đứng ở cổng nhìn xa, thực sự cảm giác được thế nào gọi là mùa thu vàng, lá cây vàng rực bao phủ tầm mắt, bầu trời xanh ngắt như được rửa qua, không khí sau mưa tươi mát, đỉnh đầu là vầng thái dương âm ấm, bốn bề tĩnh mịch. Thi thoảng có tiếng chim kêu rồi vài con hoặc cả đàn bay qua, cô gái buồn chán trong phòng làm việc lâu ngày, tới nơi thiên nhiên giao hòa thế này vô cùng yêu thích. Nơi này có vẻ không tệ. Nhưng mà soái lãng nào có để ai tâm tình tốt được lâu, lão soái vừa vào chưa được 5 phút đã chạy ra, chỉ có một mình, đùng đùng nổi giận, thằng nhãi con trốn việc rồi trốn việc. Lão Trịnh sững sờ rồi nản chí. Phương Hủy Đình bỗng dưng buồn cười lắm, cắn chặt môi không nói, thế mới là soái lãng, làm gì có chuyện y ngoan ngoãn đi làm đàng hoàng tử tế. Đừng vội, sử trưởng Trịnh, trạm trưởng của họ nói, nó đang ở thị trấn, dễ tìm lắm. Soái thế tài an ủi. Lão Trịnh vừa buồn bực, vừa lấy làm lạ, trốn việc mà trạm trưởng không quản à. Quản gì, nơi này trời cao hoàng đế xa, chỉ cần hai điêu thuốc là mua chuột được rồi mà ngay cả trạm trưởng cũng yểm hộ cho nó nếu tôi không lấy cái danh cảnh sát ra lừa thì đã không nói ra đi sắp 10 giờ rồi trạm trưởng nói chiều nay nó còn đi câu cá nó mà xuống bãi hoàng hà câu cá thì khó tìm lắm soái thế tài nhảy vội lên xe lại còn câu cá nữa đi làm thế này thoải mái thật đấy lão trịnh hậm hực lên xe phương hủy đình phải dùng một tay che miệng cười vốn cô không hiểu sao soái lãng chịu yên phận ở thâm sơn cùng cốc, té ra là thế, nơi này không khí trong lành, leo núi, câu cá, trốn việc đi chơi, cuộc sống nhỏ đúng là thư thái. Trấn loan tắc, trạm cuối cùng thông tới khu phong cảnh hoa viên khẩu, bởi vì ở cạnh khu phong cảnh, nên ở đây có thể nhìn thấy chiếc xe du lịch lớn nhiều hơn cả ở Trung Châu, ở ngã ba có thể thấy dãy cửa hiệu trải dài, từ thổ sản, đồ lưu niệm tới vật dụng du lịch đều có một chiếc xe chở hàng 16 tấn đang đổ ở một điểm bán buôn, cửa sau mở ra. Bốn năm người đang dở hàng. Đồ uống là chính, còn có đủ loại món ăn vặt như hạt dưa, lạc trang, ngô bung, có cả mì ăn liền và xúc xích, xoái lãng đếm số từng cái một, lát sau thấy chỗ nào đó không đúng quá, mông bự, lại đây, thiếu vài thứ rồi, mỗi hai loại nước quả, chocolate đậu đâu, còn cả nhập hạt dưa đắt quá, mày nhập ở đâu? Những một hào hai một gói là sao hả? còn cái gì thế này? Thịt lừa khô hưởng mã trại, mày lấy hàng đâu ra lẫn lộn vào đây bán thế hả? Hoa oa, không phải chứ? Điền viên nhìn hóa đơn dài dằn dặt mà nhị ca bới ra được sai sót nhỏ, ngạc nhiên lắm, nhị ca, giờ gia sản của anh bao nhiêu rồi mà một hào hai cũng tính. Em bán thêm chút hàng ngoài có ảnh hưởng gì tới anh đâu. Không tính để mày qua mặt anh à. Cho mày biến, mày nhập hàng đắt, anh trích tiền lương mày bù vào. Xéo đi làm đi soái lãng mắng một câu tiện thể đá một cái cũng không trách điền viên dở trò kiếm thêm chút không phải tội không làm thế soái lãng còn thấy nó ngu chỉ có điều thằng béo này nhanh nhẹn nhưng mà lại qua loa đại khái mắng nó không chỉ một lần rồi vẫn chứng nào tật nấy điền viên cũng bị nhị ca đá điếc thành quen rồi không để ý tiếp tục chỉ huy người rỡ hàng khoan mày lại đây soái lãng lần nữa gọi điền viên không ngờ nhìn thấy lọ giấm bên trên có hình cô thôn nữ ngồi vắt chéo chân trên lưng lừa, chính là nương tử giấm trong truyền thuyết, y từng có cơ hội gặp một lần, lúc đó không nhận ra, mày mang cả giấm tới đây bán à, khu phong cảnh cần gì? Không phải đâu, tôi nhờ cậu ấy đấy, giấm này trong trấn thích lắm, tôi thấy cậu ấy ở huyện Ô Long. Hỏi ra mới biết anh họ cậu ta có cổ phần ở công ty sản xuất giấm này, nhờ người nhập hộ về bán. Có người phía sau lưng xoái lãng lên tiếng. Điền viên lén dựng ngón giữa lên với soái lãng. Trong cửa hiệu hai người mặc đồng phục thợ điện cùng một nữ nhân xếp hàng lên giá, chính là đồng nghiệp ở thập nhất loan, xem ra đệ tam sản nghiệp có mở đầu rất tốt. Cửa hiệu rộng 4 50 mét vuông, một nửa dùng làm kho, có giá đồ uống phân phối cấp 1, đủ duy trì cửa hiệu. Cậu tử, chú ý đừng để xuất hiện hàng thừa đấy, bán đến đâu nhập tới đấy, còn đừng nghe điền viên nó dụ nhập mấy thứ linh tinh, mồm nó khéo lắm, tin nó cẩn thận bán nhà soái lãng nghiêng đầu nhìn vào kho nhắc nhở biết rồi nào hút điếu thuốc cậu tử chính là đồng nghiệp mặt vuông cầm nhọn từ sau quầy đi ra nữ nhân kia cũng cười lấy lòng soái lãng đó là vợ hắn đôi vợ chồng này cảm kích soái lãng vô cùng soái lãng vẫn áp dụng công thức thành công ở thôn ngũ long lợi ích cùng hưởng lôi kéo thêm người tham gia với mình ngậm điếu thuốc ở miệng không hút vội mà hỏi nhân thủ có đủ không nếu không đủ anh phải tuyển thêm đấy không sao, chỗ này cậu đừng lo, em vợ tôi rồi bạn gái em vợ tôi, còn cả cha vợ tôi đều có thể tới giúp mà. Cậu Tử Vỗ Ngực đảm bảo. Điền Viên vác hàng vào nói, ông chủ cậu, có làm được không? Chuyện làm ăn của chúng tôi ở khu phong cảnh Hoàng Hà là do đánh mà ra đấy. Yên tâm đi. Cậu Tử châm thuốc cho soái lãng. Thợ điện mười mấy thôn quanh đây đều quen tôi cả, toàn là anh em lớn lên cùng nhau thời mặc quần thủng đít, ai chọc vào tôi, tôi cắt điện cho biết tay. Nói câu này cả đám cười rộ lên, soái lãng thấy hàng đã rỡ xong nhét vào từ lái xe, bốc phát mỗi người một bao thuốc lá, đột nhiên có người vung tay bốt một phát vào gáy y, soái lãng bị đánh tới lão đảo. Cậu tử sôi máu, chỉ mặt quát, mẹ mày chứ, mày là ai mà đánh ông chủ của bọn này, tưởng mặt cảnh phục thì muốn đánh ai là đánh à. Dù gì cũng là người trong biên chế nhà nước đàng hoàng, chỗ dựa còn là đường sắt lão đại, sợ đéo gì cảnh sát. T đừng đừng, soái lãng vừa quay đầu nhìn vội giữ lấy cậu tử, nói nhỏ, cha tôi đấy. Cậu tử xấu hổ không để đâu cho hết, ngài chẳng nói nổi lời xin lỗi chạy tót về cửa hiệu, soái lãng vừa lên đón, soái thế tài nhìn con trai mặc đồng phục thợ điện, mũ đội lệch, quần ống thấp ống cao còn nhào nhỉ, trông cứ như lưu manh, tức xì khói, sao không đi làm. Còn, à, con làm ca đêm mà, cha, sao cha lại tới đây, tới cũng được đi, nhưng phải gọi cuộc điện thoại chứ soái lãng nói dối không chớp mắt vứt điếu thuốc lá đi soái thế tài nhìn biển điểm bán buôn cầu vong vừa cười vừa mắng cha mà gọi điện thoại thì làm sao biết mày đang làm gì sao trạm trưởng nói là mày không đi làm đi rồi đi những mấy ngày trạm trưởng cho bọn con kinh doanh còn nhập cổ phần nửa cơ mà soái lãng phấn chấn nói cha cha đúng là anh minh kiếm cho con chỗ nhận lương tốt thật nơi này trừ hai lần kiểm tra xuân thu còn lại không ai quản làm gì tự do thoải mái lắm, cha đúng là số một. Ái! Lão soái thở dài cả mét, câm nín rồi chẳng biết mình kiếm công việc này cho nó là đúng hay sai, cái thằng này, mặc lên người đồng phục vẫn không che được bản chất lưu manh, nếu chẳng phải trong nó giống hệt mình hồi trẻ thì thật hoài nghi nó có phải con mình không, bảo con đi làm, con chuồn ra ngoài kinh doanh, cho con mặc đồng phục. Con mặc thành cái thứ gì thế này? Rồi lấy cái tên cầu vong, con đọc sách mười mấy năm, không tới mức lấy cái tên như thế chứ. Cha, cha không hiểu rồi, ở chỗ này không cần văn hóa, càng nát càng dễ nhớ. Ê ê chậm chút, đi lại chậm chút, đồ dễ vỡ, làm gì thế hả? Thôi, làm việc đi, không cần để ý ở đây, thông thả mà làm. Soái lãng đang nói chuyện dở với cha thì quay sang mắng điện viên, an bài xong định nói chuyện tiếp lại một cái xe công cụ nát đổ lại ở cửa hiệu, hai người mặc đồng phục thợ điện nhảy xuống chào soái lãng, sau đó vác từng thùng hàng trên xe xuống. Soái Thế Tài lại vung tay bập soái lãng phát nữa, con dùng xe của đơn vị làm ăn à? Thì này đi không bị cảnh sát giao thông tra, xe tư dễ bị phạt lắm. Soái Lãng thành thật khai, biết cha lo cái gì, Trấn An, không sao, cái xe này bình thường toàn dùng đi bắt cá mà cha, bây giờ coi như dùng vào việc có ích. Con vừa phải thôi, đừng có quá đà, xe đơn vị, người đơn vị đều dùng để làm ăn cả, thế công tác thì ai làm? soái thế tài chướng mắt lắm rồi cha trạm trưởng đồng ý mà không lỡ việc đâu có chuyện gì là về ngay chẳng bao xa soái lãng nghiêm túc nói lại đây lại đây soái thế tài thấy bất kể mình nói gì thằng con có hiếu đều bao biện được vẫy tay gọi soái lãng không đi cha đừng can thiệp vào cuộc sống của con được không con phải kiếm thêm không lấy đâu ra tiền mua nhà cưới vợ tâm mồm cha nói chuyện khác Sử trưởng trịnh trên sở và cảnh sát tiểu phương tìm con có việc. Con có làm gì đâu, thời gian qua con bận mở cửa hiệu, không làm gì hết. Không phải chuyện của con, nhìn con chột dạ kìa. Nghe kỹ, có sao nói vậy, cha đoán họ tìm con để tìm hiểu vài tình huống, không biết đừng nói bừa. soái thế tài dặn dò, lúc này Phương Hủy Đình xuống xe, mặc cảnh phục gọn gàng xinh đẹp đứng bên chiếc xe SUV to hầm hố, khiến thằng con ông nhìn tới ngay người, lại bật một phát, đồ kém cỏi soái lãng nổi nóng quay sang trừng mắt với cha mình làm y mất mặt lão soái trừng mắt lại trịnh quang quần cười hà hà đi tới kéo tay soái thế tài như cố tình để soái lãng và phương hủy đình có không gian riêng kiếm lý do bỏ đi soái lãng nhìn hai ông già tròn vai bá cổ đi rồi thì mừng lắm chạy nhanh tới đến trước mặt phương hủy đình đứng lại một cái lời cũng nghẹn trong cổ họng chẳng biết nói gì cao hứng gãi đầu gãi tai thế nhưng phương hủy đình lại có thể cảm nhận niềm vui cửu biệt trùng phùng của y nhìn chàng trai rõ ràng chẳng thân chẳng thích này sống khỏe mạnh vui vẻ cô thấy yên lòng ở trước mặt mình vẫn có chút thiếu tự nhiên lúng túng niềm vui lẫn kiêu ngạo nổi lên này thợ điện soái càng ngày càng đẹp trai rồi đương nhiên ở cái trạm này tôi đẹp trai nhất đấy soái lãng chẳng nghĩ lời đã buộc miệng mà ra phương hủy đình rất thoải mái hất đầu cùng tôi đi dạo xem phong cảnh ở đây thế nào từ được mà buổi trưa đừng đi nơi này có quán làm cá chép hoàng hà ngon lắm soái lãng tìm lại được cảm giác đàm thoại rồi chắc là không được chiều tôi còn đi làm soái lãng anh mặc bộ này trông giống công nhân nhà nước lắm không hiểu sao bộ dạng lưu manh này lọt vào mắt phương hủy đình lại có cái nhìn khác soái thế tài đừng thấy công nhân không có quyền mà xem nhẹ nhé giai đoạn này giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo đấy anh bớt ba hoa đi Tôi bây giờ sao không chịu nổi lời của anh nữa nhỉ? Không phải chứ, sao tôi thấy cô gặp tôi vui lắm mà, chẳng thấy cô buồn nôn. Hừ sắp rồi. Có cần ngồi xuống không, lúc nôn cũng thuận tiện. Đi được không xa, xoái lãng chỉ đê bên đường, nói rồi rẽ sang, Phương Hủy Đình cẩn thận đi theo, đi giày cao góc xuống dốc không thoải mái. Xoái lãng đưa tay ra, Phương Hủy Đình không ngại nắm lấy. Hai người đi được mấy chục mét, xoái lãng ngồi bệt xuống, hai chân thả xuống mặt nước trải tờ báo điện lực ra phương hủy đình hết sức tự nhiên ngồi xuống lại còn đưa tay giật điếu thuốc y chuẩn bị hút môi trường tốt thế này đừng phá hoại soái lãng cười có thể cảm giác được không khí hài hòa này ít nhiều có phần cố tình tạo ra có điều vẫn thích thích hai người cười với nhau thích có thể tiếp xúc tự nhiên thế này từng anh sống có tốt không cô sống thế nào hai người gần như nói cùng lúc cùng một vấn đề từ trong miệng phát ra làm cả hai ngạc nhiên, rồi lại cười, Phương Hủy Đình ngửa mặt cười, xoái lãng nhìn mặt nước lăn tăng gần sóng cười, trên mặt nước là đôi giày cao gót đang đông đưa, tạo thành bóng đỏ khó nắm bắt. Rất xinh đẹp, xoái lãng nhìn trộm, bộ cảnh phục trung tính không che lấp được vẻ đẹp hoặc bát đầy sức của Phương Hủy Đình dưới ánh nắng mặt trời, có thể ngửi thấy mùi hương thân thể bay theo cơn gió lạnh. Cố ý nhích tới gần một chút, bực thật, quần áo mặc quá dày, nhìn qua cổ áo chỉ thấy cái cổ áo khác. A a a. Nhẹ chút, soái lãng bị Phương Hủy Đình nhéo tay rồi, vượt giới tuyến bị phát hiện. Phương Hủy Đình xoay đầu y sang bên, mắng, anh nhìn nữ nhân như vậy đấy à, hạ tiện. 5 km quanh trạm chúng tôi, tới thỏ cũng là con đực, bao lâu rồi chưa được thấy mỹ nữ, nhìn thì có làm sao. Á, à, soái lãng bị Phương Hủy Đình đẩy một cái suýt ngã, cúng cùng bám lấy bụi cây gần đó ổn định thân hình. Phương Hủy Đình cười hì hì dọa, dám nói linh tinh tinh, tôi đẩy anh xuống sông thực sự nở đẩy người ta xuống sông à soái lãng buộc miệng phương hủy đình rụt tay lại nụ cười biến mất y hiểu ra nói sai rồi hơn nữa cũng phải trở về hiện thực rồi cô ấy tới đây không phải nói chuyện yêu đương dù là có đối tượng không phải là mình tức thì hai bên im lặng tự hồ giữa hai người xuất hiện rất nhiều thứ không thể đối diện cuối cùng phương hủy đình thở hắt ra một hơi mở túi đưa cho soái lãng một thứ nói ngắn gọn anh xem đi soái lãng hồ nghi mở ra thông báo vương tu nhượng mất tích cùng mới báo cáo vắng tắt của tổ chuyên án một tháng trước tuy không liên quan tới tin bảo mật nhưng chi tiết đủ nhiều rồi vừa cầm lấy một cái soái lãng liền xem rất chuyên tâm mày hơi nhíu lại nhất thời làm phương hủy đình có ảo giác đây là đồng nghiệp đây là chiến hữu của mình soái lãng thực ra tôi không muốn tới ít nhất tôi không muốn mặc đồng phục này tới phương hủy đình thấy tiếc nuối soái lãng không phải là chiến hữu không phải là đồng nghiệp của cô mà là người có dính líu vừa sâu vừa không rõ ràng tới vụ án nên trình quan quần không tiếc thủ đoạn moi tin tôi biết soái lãng trả lời nói thẳng ra tôi không biết cảm giác của tôi với anh thế nào nhưng tôi không muốn đem loại cảm giác này lẫn vào trong vụ án không muốn trộn lẫn nhân tố cá nhân vào công việc phương hủy đình nước mắt nhìn phong cảnh phương xa cô không muốn bị soái lãng hiểu lầm tôi biết giọng soái lãng không đổi Cảm ơn anh đã hiểu. Sáng nay Trịnh Quang Quần tới tìm tôi, ý của ông ấy là muốn tôi ngồi xuống nói chuyện với anh. Tôi không biết nói chuyện với anh thế nào, nhưng chuyện này anh cần phải biết để đề phòng. Tôi không có ý moi tin gì từ anh, anh không cần khó xử, lát nữa tôi nói anh không biết gì là được. Tôi biết. Vậy là tốt nhất. Phương Hủy Đình thở vào, lấy lại tài liệu, dặn, cẩn thận một chút, đừng để hồ đồ dính vào vụ án, đừng để người ta lo lắng nữa soái lãng ấm lòng bất giác gãi đầu có chút khó xử cẩn thận hay không cẩn thận cũng chẳng sao tôi cả đống chuyện rồi dính vào chút chẳng hề gì tôi có bị đưa vào tổ chuyên án cũng không sợ dù phán vài năm tôi bỏ tiền chấp hành án bên ngoài là được đừng trừng mắt với tôi hiện thực là như thế tôi chỉ khó xử là có nên giúp các cô không nếu giúp rồi lại bị nghi ngờ thẩm tra như nghi phạm thế chẳng phải tôi thiếu tự trọng sáng tới lấy lòng người ta à nhưng không giúp nhìn thấy cô gặp khó tôi lại không đành lòng anh anh không phải là thực sự có quan hệ với đoan một giới bình chứ phương hủy đình giật mình lời này chẳng phải có nghĩa là soái lãng thực sự biết điều gì đó sao lão soái anh nợ tôi nhé anh định trả tôi sao đây hai ông già cùng nhau tản bộ trên đê cảm thụ không khí trong lành hiếm có khi rời xa đô thị ồn ào ô nhiễm đột nhiên trịnh quang quần hỏi soái thế tài soái thế tài cười thoải mái xử trưởng trịnh một tháng qua tôi tận lực giúp đỡ rồi mà, lai lịch phái gian tướng, mấy vị cải tạo ở nông trường tính dương, còn cả quan hệ xã hội của ngô ẩm hữu lúc sinh thời, tôi đều đào bới cho anh. Khà khà tôi biết, anh thực sự hết lòng vì đứa con không nên người này. Ai, hết cách, con thiếu dạy bảo là lỗi của cha, nó gây bao nhiêu chuyện như thế, tôi có lỗi với đảng với tổ chức, nhưng nhìn thấy nó, tôi lại thấy hổ thẹn. Sử trưởng trình, ơn của anh tôi ghi nhớ, anh yên tâm, tôi nhất định phải nghĩ cách lôi tên lừa đảo kia ra lão soái anh hiểu nhầm ý tôi rồi đó là công tác tôi nói chuyện khác cơ trịnh quang quần tỏ ra thần bí chỉ tay anh tự nhìn là biết soái thế tài vừa quay đầu tức thì mắt mở lớn người cứng lại tại chỗ nhìn thấy phương hủy đình nắm tay con trai mình cùng ngồi xuống bên mép nước lại con nhéo tay soái lãng soái lãng cười hì hì không né sau đó không biết nói với nhau cái gì nhưng cái bộ dạng đó không khỏi khiến người ta hoài nghi đặc biệt nhìn soái lãng ghé tai phương hủy đình thì thầm cô bé đó không tránh ra soái thế tài thốt lên qua thằng con tôi giỏi quá nói rồi lại không dám tin cô bé đó ông gặp mấy lần rồi xinh đẹp ngoan ngoãn quy củ nề nếp thằng con mình là thứ gì chỉ là thứ lưu manh lông bông à không giờ nó là thằng thợ điện lông bông soái thế tài mắt nhìn mà không dám tin hỏi xử xử trưởng trịnh thật sao? Sao, anh không hài lòng à? Cô bé tốt nghiệp đại học cảnh sát trường sa danh tiếng, gia đình công chức trong sạch, lại còn làm cảnh sát. Vừa nghiêm túc lại mạnh mẽ, cá tính, ai quản được thằng con lông bông của anh tốt hơn cô bé. Nói cho anh biết, cô bé là đóa hoa của cục, đám trẻ tuổi xếp hàng nhiều lắm. Trịnh Quang Quần cố ý nói. Ai ngờ câu này lại phản tác dụng, lão soái tiếc núi, thế thì không hy vọng rồi, nó đừng đưa về một đứa con gái mắt xanh mỏ đỏ chẳng ra gì là tôi thắp hương cảm tạ tổ tiên, đợi vài năm nữa công tác của nó ổn định, tôi tìm trong đơn vị cô bé điều kiện tầm tầm, ngoan ngoãn chút, vậy là hết trách nhiệm. Chứ chuyện này không thể nào. Hai bên trên lệch thực sự quá lớn, chưa nói tới vấn đề gia thế, riêng bằng vào đống tiền án của con mình, chẳng có phụ huynh nhà nào chấp nhận. Trịnh quan quần vỗ vai lão soái hết thảy đều có khả năng, con trai anh cực kỳ am hiểu thuật lừa đảo thành tựu của cậu ấy không biết bao cô gái ao ước ấy chứ anh coi thường cậu ta quá rồi làm gì tới mức đó soái thế tài không biết trịnh quang quần có ý gì cẩn thận nói anh làm cha chẳng hợp cách chút nào anh không biết soái lãng nắm trong tay bao nhiêu nguồn lực chuyện làm ăn ở khu phong cảnh gần như một tay cậu ta lũng đoạn chúng tôi thử nghe ngóng rồi anh biết không ngay cả cửa hiệu kinh doanh ở gần đều hết lời khen ngợi chưa nói tới thôn dân đồng cảnh sát anh làm cảnh sát bao năm, tôi không tin anh không hiểu mánh khóe trong đó. Theo dự tính của tôi, cái khu phong cảnh hoa viên khẩu này sớm muộn cũng nắm trong tay soái lãng thôi. soái lãng là người nhìn cuộc sống rất thấu triệt, không phải là lông bông làm bậy như anh nghĩ đâu. Anh biết con anh lãnh đạo bao nhiêu người không? Riêng ở khu phong cảnh Hoàng Hà đã không dưới 500 người, vung tay một cái, người theo nường nượt, lời của cậu ta còn hữu ích hơn cảnh sát. Có đứa con trai như thế còn cần anh phải đi tận trách với cậu ta à? Tự cậu ta lo thân là được. Trịnh Quang quần tán thưởng không thôi. Soái thế tài đề phòng, sử trưởng trịnh, anh nói thế là có gì? Đừng lo, tôi không có hứng thú với cậu ta, tôi chỉ hứng thú với đoan một giới bình thôi, tôi luôn cho rằng soái lãng là chìa khóa mở vụ án này. Trịnh Quang quần thở dài, tôi sắp nghỉ hưu rồi, tôi muốn trước khi lui về có dấu chấm viên mãn cho cuộc đời cảnh sát của mình soái thế tài hơi ngẩn ra sử trưởng trịnh tôi hiểu anh không phải tôi không giúp mà là nguồn tin có hạn dù giờ tôi nói đoan một giới bình rất có khả năng ẩn náu quanh trung châu cũng đâu có ai tin nghe kết luận này trịnh quang quần bất ngờ lắm hồi lâu gật đầu tôi tin tôi cũng chuẩn bị cho anh một phần nguồn lực lão soái theo tôi đi hai ông già chúng ta cùng làm vụ này tôi tin đây là vinh quang lớn nhất trong sự nghiệp của chúng ta đấy cùng lúc đó soái lãng và phương hủy đình trò chuyện tử tế chưa được bao lâu liền xung đột tôi thực sự không có quan hệ gì với hắn hết sao cô không tin tôi nhỉ mà chuyện này có gì mà giận chứ tôi thèm vào mà giận liên quan gì tới tôi phương hủy đình đã soái lãng một cái đứng dậy bỏ đi anh tự xem mà làm này tôi thực sự không có quan hệ gì với hắn mà sao cô không tin soái lãng đưa tay ra kéo tay phương hủy đình lại nhưng cô giằng tay ra Y chưa chịu thôi, lại giữ lấy góc áo của cô, đừng đi, nói cho rõ đã, tôi có trêu chọc gì cô đâu. Đúng, anh không trêu chọc gì tôi, tôi nhìn anh chướng mắt đấy được chưa? Phương Hủy Đình quay đầu mắng, không chịu nổi cái tính không biết nặng nhẹ của soái lãng, chuyện gì cũng nhẫn nhơ như trò đùa, đánh đét một cái mắng, buông. Soái lãng buông tay, mặc dù tôi không có quan hệ gì với hắn, nhưng hắn là thần tượng của tôi, tôi có vài phần nắm chắc đoán được hắn ở đâu, cô nóng tính như thế tôi nói cho cô biết thế nào đây không nghe thì thôi phương hủy đình xử người một giây chớp mắt nổi đoá không đi nữa ấn hai vai soái lãng làm động tác muốn đẩy xuống nước soái lãng la hoảng sợ em gái bạo lực này lên cơn cho mình một cước đi tắm nước lạnh thì nguy quả nhiên phương hủy đình vừa đẩy vừa lên gối vào lưng xoái lãng anh giỏi quá anh oai quá còn dám nhử tôi nữa cứu tôi với cứu tôi với soái lãng la toán lên bất chấp thể diện xoay người ôm lấy chân phương hủy đình đầu dựa vào đùi cô cảm giác được cả độ ấm và sự đàn hồi ở đó phương hủy đình đâu ngờ soái lãng giở trò vô lại như thế còn ôm rất chặt làm cô luống cuống đỏ mặt tía tay ra sức đẩy ra càng đẩy y ôm càng chặt chỉ buông ra mau cha anh và sử trưởng trịnh tới rồi hả soái lãng không dám hô cứu nữa quay đầu một cái mắt trố ra Cha y và Trịnh Quang Quần đã đi xa rồi, té ra mắt lừa, tay vừa buông lỏng, gia nhân cũng chạy mất, nản chí vô cùng. Hừ hừ. Phương Hủy đình ngón trỏ và ngón giữa làm động tác muốn nhéo, mặt thì hung dữ, lại bị tên này sàm sở rồi, lại còn không nói ra được. Không phải tôi cố ý, tôi từ nhỏ sợ nước rồi. Cô đừng dùng hình bức cung, tôi sẽ kháng tự không nghe đâu, xoái lãng mặt dày mày dạng nói. Phương Hủy Đỉnh hừ một tiếng nữa khẽ tắt xoái lãng một cái, dậm chân ngồi xuống, xoái lãng, tôi cảnh cáo anh, nếu thực sự đánh nhau, một mình tôi đánh được hai người như anh. Xoái lãng ôm ngực sợ hãi, tôi sợ quá. Chẳng trách tiểu một lại bảo không ai dám trêu chọc vào cô, ngay cả bạn trai cũng chẳng có, đều bị cô đánh mà chạy hết rồi. Cái gì, tôi đánh chết anh. Phương Hủy Đình vung tay lên dọa đánh, ai dè xoái lãng căn bản không sợ, còn có chút trông đợi, nhớ bài học vừa rồi sợ y dây dưa, tức tối hết một tiếng, sao tôi lại quen tên khốn kiếp anh cơ chứ? Còn cả tiểu một nữa, lần sau tôi xử lý hắn. Đúng, xử lý hắn, cái thằng ranh đó toàn tung tin đồn về cô. soái lãng phẫn nộ nói. Tin đồn gì? Lúc mới quen hai người, tôi có lén hỏi tiểu một, chị Phương thật xinh đẹp, có bạn trai hay chưa? Ai ngờ hắn trả lời, chị Phương xinh đẹp thì xinh đẹp thật, nhưng vừa kêu vừa giữ, cho nên quen mấy người đều dọa người ta chạy sạch. Tôi thấy tiểu một cũng ở trong hàng ngũ bị cô dọa chạy rồi, ha ha ha. Phương hủy đình nhất thời sơ xuất mắt bẫy, vừa nghe một cái liền đầy một bụng tức, nhưng bị dáng vẻ vô tư vô tâm của soái lãng làm chỉ biết thở dài, giận người này thực sự là phí công. Hết lường lại hầm hừ tự lẩm bẩm một mình, rồi hơi đỏ mặt, cái tên này dọa không chạy, chửi không chạy, đánh cũng không chạy, so với những nam nhân bên cạnh cô cũng thuộc loại hiếm có rồi. Được rồi, được rồi, đừng giận nữa, vừa rồi coi như đùa chút đỡ căng thẳng đi tiếp theo chúng ta vào chuyện chính nhé không cần biết bọn họ coi tôi là gì nhân chứng hay nghi phạm chuyện rõ ra đó tôi chỉ quanh quẩn ở nơi này không thể nào liên quan tới vụ án đúng không soái lãng thay đổi chủ đề tiêu trừ lúng túng giữa hai người hơn nữa còn như vô tình liệt cô vào cùng trận tuyến với mình phương hủy đình biểu môi anh đừng có chất nhã không cần biết là gì cảnh sát chúng tôi đều rất thận trọng dính líu vào vụ án này cho dù có là thanh bạch cũng bị vô số cuộc điều tra hủy cả cuộc sống. Tôi thực sự không mong anh có liên quan, anh cứ ngoan ngoãn ở nơi non xanh nước biết này làm thợ điện kiếm tiền, cũng không phải là chuyện xấu đâu. Cảm ơn cô cảnh sát Phương. soái lãng nghiêm túc nói. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn cô luôn quan tâm tới hoàn cảnh của tôi. Ai về Phương hủy đình cho một cái lường, được rồi, anh còn biết cốt xấu kia à? Đương nhiên là biết, có điều cảnh sát Phương, muốn dứt bỏ liên quan cũng không dễ đâu cô thấy đấy tôi dù ngoan ngoãn ở đây không gây là việc gì lão trịnh vẫn tìm tới đấy thôi soái lãng thở dài nói một câu nhiều ý mặc dù tôi không che giấu gì có điều tôi đoán ra được sau này bất kể là ai tới tôi cũng đem khả năng này nói ra còn tin hay không tùy họ phương hủy đình chớp mắt cô không biết dụng ý của soái lãng là gì soái lãng vẫn tiếp tục nói thực ra cô cũng đoán ra được đấy chuyện này không khó cứ đặt hắn ở địa vị con người bình thường thôi, đừng lúc nào cũng nghĩ hắn là kẻ lừa đảo. Ở mặt này lão trịnh làm tốt hơn cô. Phương Hủy Đình ngẫm nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, đoán không ra. Cô, trước kia tôi luôn nghĩ cô rất thông minh, thì ra cô lại ngốc như thế, Soái lãng vừa thấy Phương Hủy Đình đổi sắc mặt vội chuyển lời này, vậy tôi đổi cách hỏi nhé, nếu như trên đường tới đây cô nhìn thấy có người cướp của, hoặc làm chuyện phạm pháp khác thì cô sẽ làm thế nào? Ngăn cản, nếu không thể ngăn được thì báo cảnh phương hủy đình đáp không chút do dự đúng như tôi nghĩ đó là bản năng của cảnh sát soái lãng gật gù nếu là người bình thường nói không chừng đứng ngoài cách sông xem lửa cháy anh đang định phân tích đặc trưng hành vi của nghi phạm cho tôi đấy à phương hủy đình khinh thường đó là chuyên môn của cô tôi biết cô hiểu lý luận nhưng cô rất thiếu kinh nghiệm tôi hỏi cô nếu cô là đoan một giới bình bị người ta đào hố ở trung châu thiếu chút nữa rơi vào tay cảnh sát, lại bị người ta lừa mất 800 vạn, cô có cứ thế cúp đuôi mà chạy à? Chuyện này, Phương Hủy Đình gặp khó, dù gì với một nhân vật như đoan một giới bình, chưa trực tiếp gặp mặt mà suy đoán về hắn thì võ đoán quá rồi. Soái lãng thấy được do dự của cô cảnh sát chỉ am hiểu lý thuyết này, chấp ngay lấy cơ hội biểu hiện, cô đã nghiên cứu thủ pháp của đoan một giới bình chưa, mười mấy năm trước hắn nghĩ ra vụ lừa đảo tàn tật là lợi dụng lòng nhân ái của con người, rồi xây dựng tòa nhà cao tầng ở hồi hộp khiến cảnh sát phải đập nhà mình do hắn hóa thân vào thương nhân hồng kông ứng với trào lưu anh nói vào trọng điểm đi đừng khoe mẽ phương hủy đình lại còn chẳng nhìn ra sao tối mặt cắt ngang thích nói tình tiết vụ án tôi nghiên cứu tài liệu còn kỹ hơn anh mấy lần tôi chưa nói hết mà cô được rồi tôi nói đó là toàn bộ vụ án hắn đều có một điểm chung hắn không ra mặt mà dùng một hoặc nhiều thế thân cuối cùng khi vụ lừa đảo đạt tới một mức nào đó hắn sẽ vứt thế thân gánh tội cho hắn để cầm chân cảnh sát các cô sau đó hắn chạy mất khi các cô loay hoay với kẻ thế thân kia thì hắn ung dung cao chạy xa bay chuyện này chúng tôi cũng biết nhưng ai mà biết thế thân của hắn là ai nói gì tới tìm được hắn cô đúng là ngốc quá rồi cảnh sát đều giống cô bảo sao tội phạm ngày một hoành hành tôi hỏi cô nhé nếu ở lĩnh vực sở trường của mình mà cô bị người ta chơi xấu một vố thì cô làm gì? Soái lãng thừa cơ mắng một câu mới hỏi. Báo thù. Phương Hủy Đình lóe sáng, nhất là nghĩ tới cái chết của Ngô Ẩm Hữu và Vương Tu Nhượng, cô càng thêm khẳng định, nhất định phải báo thù. Đúng thế đấy, đường đường là tên lừa đảo lừng danh, lại bị người ta lừa một vố đau, hắn nuốt trôi được không? Lật lại vấn đề, cô thấy rồi, hắn có coi cảnh sát ra gì đâu, khi cảnh sát đào ba thước đất tìm hắn hắn lại nghênh ngang dẫn mỹ nữ đi ăn uống giữa đường hắn đã chẳng coi cảnh sát ra gì vậy vì sao phải bỏ chạy hắn đã giỏi hóa trang và lẫn trốn như thế suốt thời gian dài mà cảnh sát không tìm ra được hắn có cần chạy trốn không soái lãng đưa ra một loạt câu hỏi thấy em gái bạo lực cao mày trầm tư thì đắc ý lắm cuối cùng kết luận nhìn lại toàn bộ vụ án lừa đảo có vụ nào các cô không mãi về sau mới biết hắn là chủ mưu một nhân vật cao minh như thế tôi không tìm ra lý do nào để hắn phải chạy trốn lần này phương hủy đình không phản bác song vô vẫn không chắc lắm vậy là hắn vẫn ở trung châu sao có khả năng ấy dù không ở trung châu thì hắn cũng tìm cơ hội quay về thôi nhưng tên thế thân này của hắn chắc chắn đang ở trung châu nói không chừng đang gây sóng gió ở nơi này soái lãng khẳng định chắc nịch có thể là ai được chứ phương hủy đình tự lẩm bẩm tôi không biết Chắc cô tự tìm đi, nhưng manh mối trong vụ án ấy, ai gây bất lợi cho hắn thì đừng mong có thể thoát được. Tôi sợ dĩ chạy tới nơi chim chẳng buồn nghĩa này chính là để đề phòng hắn, bất kỳ một người lạ nào xuất hiện, tôi cũng cảnh giác ngay. soái lãng chưa từng thả lỏng đề phòng với đoan một giới bình, thực sự là kẻ này quá khó phòng, đối phương trong tối, mình ngoài sáng, chơi thế nào. Trừ anh ra, trừ những kẻ tổ chức lừa hắn còn chưa hiện thân, vậy những người có ân oán trực tiếp nhất là phương hủy đình choàng tỉnh là người mua không thể nào chẳng lẽ hắn định ra tay với người mua à sao lại không chứ nếu là tôi tôi sẽ lần lượt xử từng tên một tôi vẫn thấy hoang đường giờ cảnh sát trong nước lẫn quốc tế đều đang truy lùng hắn hắn dám gây án sao thế thân đó chị hai ơi sao đầu óc lại chậm chạp thế xưa nay hắn luôn là kẻ ẩn phía sau cần gì tự gây án ngay cả tôi ẩu đã đều bỏ tiền thuê người, huống hồ là đoan một giới bình, xoái lãng làm vẻ mặt chán nản, linh hoạt lên chút, đừng suy nghĩ theo lối mòn chứ, cô còn trẻ, làm cảnh sát thêm vài năm nữa thì chẳng tiến mà lùi à. Phương Hủy Đình không cãi lại, đấm đấm đầu mình trách móc, trò chuyện một phen, cô cũng bị thuyết phục, nói cho cùng vẫn là cục diện bế tắc, không tìm được thế thân thì không tìm được hắn, tìm được thế thân thì hắn cũng cắt đứt sợi dây điều khiển, vẫn không tìm được hắn. Đúng rồi đấy, đó chính là chỗ cao minh của hắn. Anh có cách không? Có. Soái lãng trả lời dứt khoát, lần này không hề nhùng nhằng, không phải các cô phán đoán hắn sẽ tìm tới tôi sao, chỉ cần cô ở bên tôi 24 trên 7, hai chúng ta cũng diễn trò giống hắn, thản nhiên ra phố dạo chơi, ăn uống mua sắm, không coi hắn ra cái gì, hắn nhất định sẽ tức giận, như thế cô có cơ hội gặp được đoan một giới bình đấy. Phương Hủy định hứa một tiếng quay mặt đi, đối với loại ái muội nam nữ vi diệu này, đôi khi rất hưởng thụ, cô hiểu ra vì sao mình thích ở bên cái tên không ra gì này, vì ở bên cạnh soái lãng, luôn có thứ mới mẻ để hưởng thụ. Tâm tình bức bối buồn chán nhiều ngày qua tới nơi xa lạ này gần như không còn nữa, Phương Hủy Đình nhìn trời cao đất rộng, làm động tác giãn nở ngực, lòng thoáng đạt, đứng lên nhận một cuộc điện thoại. Trong điện thoại lão trịnh dục đi ăn cơm, Phương Hủy Đình đã biết soái lãng vẫn còn ngồi đó, đi nào, cha anh bảo anh mời khách. Phải không vậy, cảnh sát cũng đi ăn trực à soái lãng bò dậy chạy theo phương hủy đình hỏi này cảnh sát phương thấy đề nghị của tôi thế nào chỉ một vụ án nát thôi lại không phải tôi quản tôi tội gì phải cực bản thân vào đó phương hủy đình kiêu ngạo nói anh đừng có mơ nữa dù phái người tới tôi cũng sẽ đề cử tục binh cái tên đó tôi thấy đã muốn bệnh này này cảnh sát phương chẳng lẽ không cho chút cơ hội nào hay mấy ngày nữa tôi về trung châu chúng ta bù lại bữa cơm kia nhé. Nói không chừng quan hệ của chúng ta còn có thể phát triển thêm đấy, bây giờ tôi ngày càng thấy chúng ta là một đôi trời sinh. Soái lãng đuổi sát thăm dò, kích thích Phương Hủy Đình quay đầu trừng mắt lên, không ngờ bị sự mặt dày vô sĩ của soái lãng chọc cười, vì vậy không tán đồng, nhưng hình như cũng không phủ định lời nói quá đáng này. Lên đi, lên đi, lại lên rồi. EA. EA, phải thế chứ. Tần Cách Phi làm động tác cổ vũ với màn hình vi tính, dưới lầu chính là cửa hàng trang sức, đúng là ra đường gặp lộc rồi, hôm qua lại 6.2%, hôm nay vừa mở màn đã lên giá, khiến tâm tình cô không cách nào hình dung được nữa. Tên mặt trắng đó cũng có thủ đoạn đấy. Tần Cách Phi hồi tưởng mấy lần hẹn hò của hai người, thực sự khiến cô có cảm giác gặp nhau quá muộn. Năm xưa khi đem vốn tự thân của mình ra đổi tiền, cô từ vị trí nhân viên bán hàng lên làm chủ số 2 của Kim Bá Lợi, Tần Cách Phi đã không có cảm giác gì với nam nhân nữa. Với cô, nam nhân chẳng qua chỉ làm công cụ thỏa mãn những lúc buồn chán trống rỗng hay trao đổi lợi ích mà thôi. Nhưng nam nhân này lại khác, hắn khiến cô quay lại thời còn ảo tưởng về Bạch Mã Vương tử, hận không thể nâng hắn trong tay, ôm vào lòng, hòa tan vào thân thể hắn, bất kể ở tinh thần hay thể xác, cô đều thỏa mãn chưa từng có. Tần Cách Phi đưa tay lên vuốt má, có chút cảm giác, cảm giác hình như hắn thực sự thích mình nhất là khi thai bác văn tiến vào thân thể cô, hôn cô, cô cảm giác được si mê qua mỗi động tác. Lên rồi, lên rồi. Thực sự lên rồi. Phỉ phỉ. Kẻ phá đám tới rồi, tần cách phỉ hận không thể đá kẻ này ra ngoài, chính là ông chủ của kim bá lợi thượng quan Vân Thành, người chẳng đẹp như cái tên, vừa lùng vừa béo lại còn xấu, đang hớn hở chạy vào, nhìn tiểu tình nhân kim phó tổng, hưng phấn hô, giỏi thật, nói lên là lên. Phỉ phỉ, em mua bao nhiêu em thì có được bao nhiêu tiền chứ thái độ tần cách phỉ rất ác liệt trước kia mỗi lần nhìn thấy hắn cảm giác rất có thành tựu giờ chỉ khiến cô liên tưởng so sánh với thai bác văn thành tựu biến thành ác cảm ông chủ thượng quan chẳng để ý tới thái độ tiểu nương tử cười hì hì vuốt ve bàn tay phỉ phỉ an ủi sao thế mấy ngày qua không tới chỗ em nên em giận à tránh ra nhân viên nhìn thấy đấy tần cách phỉ đánh bạc cái tay lợn ra ngồi ngay ngắn đoan trang. Thượng quan Vân Thành hiển nhiên lúc này không đặt hứng thú trên người mỹ nhân, phỉ phỉ, ông chủ thai kia có nội tình gì à? Ừm, em mấy ngày rồi không thấy hắn, hắn bận như thế, em chẳng ngại gọi điện hỏi. Sao anh biết? Tần cách phỉ cố che giấu đắc ý không lòng. Chật, có gì khó đâu, em đã bán cho hắn hơn 300 vạn tiền thẻ vàng rồi, anh không tin được năng lực quan hệ xã hội của em đấy, mời hắn ăn cơm, có bí mật gì chẳng lẽ em không nghe ra được thượng quan vân thành suối tình nhân đôi khi là để mình dụng thì thoảng cũng đem dùng vào việc khác như lần này anh mơ à dễ vậy sao mở miệng ra chỉ biết nói tới tiền tiền anh kiếm được không phải cũng là của em sao hừng nói thế nghe còn được vậy em bỏ thời gian ra hẹn hắn tần cách phỉ mừng thầm hai người lại thì thầm bàn bạc một hồi theo thai bác văn tiết lộ cái giá này còn tăng thêm một đoạn nữa yên tâm mạnh dạn mua vào khi nào lên tới gần giá cao nhất sẽ lén thông báo tung ra kiếm một mẻ có được nội tình thượng quan vân thành hí hửng rời đi tầng cách phỉ vẫn còn lân lân định gọi điện cho cô bạn thân không ngờ vũ mạng âm đã gọi cả hai đều là tình nhân của ông chủ hai ông chủ là bạn bè nên họ cũng thành bạn thân qua phỉ phỉ đúng là lên rồi vũ mạng âm hét chói tai mạng âm không cần kích động tới thế chứ kích động cái gì Tôi đang hối hận chết đây, sớm biết vậy mua thêm 30 vạn, hôm nay đã lãi mấy vạn. Hì hì, mới sáng sớm đã gọi điện cho tôi nói cái này à. Không chỉ việc này, còn việc khác cho tôi vay ít tiền đi, tôi trả sau. Cô đùa cái gì thế, tiền của tôi ném vào thị trường chứng khoán hết rồi, cô tìm nhầm người rồi đấy, tìm chồng cô mà vay. Thôi xin, hắn đang nợ đầm nợ đìa không biết phải trả ra làm sao kìa, tôi nghĩ cách khác vậy. Cô tìm Sam Sam xem, bọn họ vừa kết toán một khoản công trình lớn đấy. Hay là tìm cao trường tiến, tôi thấy hắn nhìn cô thèm thuồng lắm, vay tiền của hắn không thành vấn đề, vừa đổi khẩu vị lại có tiền, hi hi. Muốn chết à, không cho vay tiền còn treo người ta. Hai người thảo luận một hồi không có cách nào, cả hai quyết định đi tìm thương ngân hà vay tiền, dù sao có quan hệ với ân phương thuyên, vay vài chục vạn không thành vấn đề. Ren ren ren. Chuông điện thoại vang lên, Ân Phương Thuyên vừa nhấc máy liền nghe thấy giọng gấp gáp của Vũ Mạng Âm, Phương Thuyên, cho tôi vay 100 vạn, dùng 3 tháng cần gấp. Rang rang riêng, lại có tiếng điện thoại, là bà chủ của siêu thị Gia Hòa, Ân Phương Thuyên vừa nhấc máy liền nghe thấy cùng một chuyện, Phương Thuyên, cho tôi vay gấp ít tiền, đừng nói cho chồng tôi. Rồi cuộc điện thoại thứ ba, tư, thứ năm đều là vay tiền, Ân Phương Thuyên vừa nhấc máy lên đã nói, cô cũng vay tiền à. Chị Ân, không vay tiền chẳng lẽ rủ chị hẹn hò đối phương rất tham vay tận một nghìn vạn tới cuộc điện thoại vay tiền thứ n ân phương thuyên không khỏi sinh nghi tuy nghiệp vụ của công ty họ cho vay tiền nhưng gần như toàn bộ nữ nhân cô quen đều gọi điện vay tiền cùng lúc lẽ nào âm phương thuyên gõ bàn phím đăng nhập vào tài khoản chứng khoán của mình hai ngày qua trò chuyện với mấy cô bạn nghe được họ thảo luận đào được tin tức nội bộ từ thai bác văn nghe đâu anh chàng trẻ tuổi lắm tiền này đang cùng nhà cái theo túng một cổ phiếu tiết lộ là cổ phiếu đó sẽ tăng suốt một tuần. Ân Phương Thuyên thử thăm dò mua vài trăm đồng, kinh ngạc phát hiện từ ngày 6 tháng 11 tới ngày 13 tháng 11, tăng lên tới 5.000 rồi, vội vàng gọi điện thoại cho tầng cách phỉ xác nhận, sau đó tới văn phòng tổng giám đốc. Mặc dù quan hệ hai người họ đặc thù, nhưng Ân Phương Thuyên chưa bao giờ ý chiều mà xin kêu, bất kể trước mặt hay sau lưng người khác, cô luôn giữ thân phận cấp dưới, vì thế mà Thượng Ngân Hà càng thích, giữ cô bên cạnh 7,8 năm rồi. Vào đi Thượng Ngân Hà đang ngồi trên ghế ông chủ Ngâm nga nghe hát, xoay ghế lại hỏi Có chuyện sao Có ạ, à, Tân Phương Thuyên kể lại vắng tắt tình huống vừa rồi Còn lập ra danh sách mười mấy người vay tiền Thượng Ngân Hà cầm lấy xem cười ha hả Phất tay, toàn là mấy bà nương bại gia Cho họ vay đi Không phải là người không trả nổi Cũng không phải toàn là bại gia đâu ạ à, Tần cách phỉ biết tin sớm nhất Cô ấy đã kiếm được hơn 80 vạn rồi Ân Phương Thuyên thấy ông chủ không tin, giải thích, thật đấy ạ, à, mấy hôm trước tôi và mấy người họ hẹn nhau đi làm đẹp, tất cả bọn họ đều được thai bác văn cung cấp tin nội bộ. Từ, phải rồi, tôi quên mất thằng đó hiểu thị trường chứng khoán lắm, hôm ở bữa tiệc nói rất hay, xem ra có chút bản lĩnh. Thượng Ngân Hà thực ra không quá am hiểu món này, trầm ngâm, ý cô là, hắn đang thao túng một cổ phiếu. Hắn nói hai lần tăng kịch sàn là tăng kịch sàn, nếu không phải đích thân thao túng, Thần tiên cũng khó đoán chuẩn như thế, với tài sản của hắn liên hợp với vài người thao túng một cổ phiếu không lớn chẳng khó. Giờ ở thị trường chứng khoán, người thực sự kiếm được tiền đều là nhà cái lớn tài chính hùng hậu, tự đẩy giá, tự kiếm lời, chẳng trách trước kia hắn tìm chúng ta, mở miệng một cái là vay tới 300 triệu. Ân Phương Thuyên dựa theo đúng sự thực khách quan để phân tích. Thượng Ngân Hà ngẫm nghĩ, Nguyên nhân khiến trước đó hắn chần chừ trong chuyện cho vay tiền là bất kể thai bác văn ở ngoài kia tài ba hiển hách thế nào, nhưng ở Trung Châu không gốc không rễ thì tài chỉnh đảm bảo thế nào, nên hắn từ chối. Thế nhưng chuyện ngoài dự liệu liên tiếp xuất hiện, thai bác văn không cần vay tiền của hắn, chẳng những xây dựng lên nhà máy, hơn nữa còn đã thông nhiều mối quan hệ, tin tức mới nhất là thiết bị đã tới, cuối tháng vận hành thử. Đủ các dấu hiệu cho thấy nó trái lẽ thường, Thượng Ngân Hà nhìn không thấu, giờ đã có lời giải thích rồi có điều vấn đề lại tới nếu thiếu tiền sao không vay tiểu thuyên hắn có nhắc tới chuyện vay tiền nữa không chuyện này ân phương thuyên ngập ngừng không biết có nên nói với ông chủ không cô xem cô kìa còn có chuyện gì không dám nói với tôi à thương ngân hà không vui tháng trước tôi thuận đường đi qua công ty của họ còn chuyên môn nhắc tới chuyện này hắn đúng là cần tiền vừa mới gom được tiền thiết bị nguyên liệu đang đấu thầu đầu tư vào thị trường chứng khoán tạm thời không rút ra được, phía ngân hàng chỉ hứa cho vay 70 triệu. Tài chính đúng là thiếu không ít, nhưng mà hắn mơ hồ nói, không biết ai đem xuất thân của ông chủ nói với hắn, làm hắn không dám tới. Ân Phương Thuyên dè dặt nói, quá khứ thượng ngân hà không vẻ vang gì, xuất thân vay nặng lãi, tuy bây giờ chuyển sang làm ăn chính quy hơn, ở Trung Châu không mấy ai dám nắc tội, nhưng thanh danh vẫn không tốt đẹp gì, trừ khi cần thiết, nếu không chẳng ai muốn qua lại. Thượng Ngân Hà bất ngờ lắm, có cái nhìn mới về thai bác văn, chẳng giận mà còn cười vui vẻ, à, té ra là thế, nói vậy thì hắn là người làm ăn thực sự kiếm tiền đấy, loại người đó tôi rất thích, ha ha ha, hắn không dám tới thì chúng ta tới, chuyện làm ăn thì phải ngồi xuống bàn bạc mà. Tiểu Thuyên, đi cùng tôi một chuyến. Điện tử lập tấn, mấy chữ vàng dựng ở trên cổng rất có phẩm vị nghệ thuật, dưới cột trụ là một nam tử thi thoảng xem đồng hồ, vị tổng giám đốc thai này trong mắt nhân viên, đồng nghiệp, không phải là người phô trương, đi chiếc xe Passat bình thường, sống trong biệt thự nhỏ chẳng tính là hào hoa, bình thường ăn ở đi lại rất cẩn thận. Không có gì quá giới hạn. Xe của Thượng Ngân Hà vừa dừng lại đã chạy ra mở cửa, cướp cả việc của ân phương thuyên, sự khách khí bất ngờ ấy làm Thượng Ngân Hà ngại, cười ha hả, giám đốc thay ra đón như thế làm tôi tổn thọ mất. Trưởng giả tới, tôi nếu không hiểu lễ độ thì làm tổng giám đốc thượng chê cười rồi, mời, thay bác văn rất khiêm tốn, Đi trước dẫn đường tới thẳng văn phòng, lại tự mình pha trà rót nước. Lão thượng càng lúc nhìn chàng trai này càng thấy hài lòng, đám người trẻ tuổi bây giờ chỉ cần có chút thành tựu là không coi ai ra gì, không biết trên dưới lớn bé gì nữa, anh chàng nước ngoài về này xem ra được giáo dục chính quy lắm. Hắn nhìn quanh văn phòng chỉ điểm, nơi này không tệ, tương lai rất có tiềm năng lên giá, giám đốc Thai, sao tôi thấy so với khi chúng ta quen nhau thì có vẻ xa lạ hơn thì phải, có phải là sợ tôi tới ăn chực không? ha 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 xem anh nói kìa làm ăn nhỏ như tôi được anh chỉ điểm là vinh dự rồi thế có khó khăn gì không nếu có nhất định phải nói nhé ở nhà dựa cha mẹ ra đường dựa vào bạn bè có thêm vài người bạn là thêm cơ hội tôi lăn lộn mấy chục năm chủ yếu nhờ vào bạn bè mà vươn lên nói chuyện với cậu tôi thấy khá hợp đấy có khó khăn gì không đâu dám tổng giám đốc thượng quá khen thay bác văn ứng phó qua loa tự hồ không quen tác phong giang hồ của ông chủ thượng tạm thời không có. Không thể nào, tôi cảm giác cậu thiếu tài chính rất lớn. Thượng Ngân Hà cầm chén trà lên hớp một ngụm, hời hợt nói. Hai bác văn tức thì nhìn qua ân phương thuyên như trách móc. Thượng Ngân Hà mỉm cười, xem ra cậu có ý kiến với trợ thủ của tôi, có điều người trẻ tuổi các cậu tự giải quyết đi, ha ha ha, chúng ta làm ăn thì làm ăn, thực ra tôi rất chú ý tới cậu. Cảm ơn Tổng Giám đốc Thượng quan tâm nâng đỡ vãn bối, chúng tôi vừa mới bắt đầu, có thể tử vận hành vào cuối tháng này là không tệ rồi. Vạn sự khởi đầu nan, tôi bận rộn quá, qua quãng thời gian này đích thân tới bái phỏng. Bái phỏng thì không cần, tôi nói là cậu thông qua liêu hậu khanh của duệ sĩ tìm tới tôi, lần đầu gặp nhau, cậu muốn vay của tôi 300 triệu, còn nhớ không? Đường đột, thực sự là đường đột quá rồi, tôi không biết trời cao đất dày, làm tổng giám đốc thượng chê cười. Hai bác văn chắp tay khách khí, như đang che giấu sự bất an của mình không đường đột chút nào, ngược lại tôi mới là người nhìn nhầm, chúng ta đi thẳng vào công chuyện, tôi cho cậu vay 300 triệu, thế nào? Thượng Ngân Hà trực tiếp xuề bài, đôi mắt nhìn thằng thai bác văn như nhìn con mồi, vậy mà đối phương chẳng kích động, phấn khích của người được cho vay tiền mà lại khó xử, như không biết mở miệng thế nào, ông ta cau mày, sao, sợ tiền của tôi làm bỏng tay à? Không, 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 tôi đang cân nhắc khả năng hoàn trả. Với lại tôi không cần quá lâu, lần trước anh tính lợi tất cả năm lãi suất đó thay bác văn như cô gái bị người ta ép lên giường vậy biểu hiện sinh động vô cùng nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.